quản lý của bệnh nhân mang thai mà có kèm mắc bệnh tim bẩm sinh. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với phân tầng nguy cơ. Đây là cái mô hình mà giúp phân tầng nguy cơ sử dụng theo Tổ chức Y tế Thế giới có sửa đổi. Các quý đồng nghiệp có thể thấy nó sẽ phân loại theo WHO từ class 1 đến class 4. Từ theo đó thì các cái mức độ về tỷ lệ tử vong của mẹ sẽ tăng lên. Class càng cao thì mức độ tỷ lệ tử vong càng cao. Cái sự chia này dựa theo cái tổn thương tim bẩm sinh phức tạp hay không phức tạp, có hay không có sự suy giảm của chức năng của thất hệ thống. Đối với cái bệnh nhân này thì chúng ta thấy là sau khi so sánh các tiêu chuẩn thì bệnh nhân thuộc nhóm WHO được phân loại mức độ 2 hoặc mức 3, có nghĩa là nguy cơ tử vong mẹ ở trong quá trình mang thai là chiếm từ 10 đến 19%. Một cái thang điểm khác mà cũng khá phổ biến khi mà phân loại nguy cơ bệnh nhân phụ nữ mang thai có tim bẩm sinh chính là CAPREC 2. Thì cái này nó không theo phân độ 1, 2, 3, 4 mà nó có các cái tiêu chuẩn và cộng điểm. Với cái bệnh nhân này thì chúng ta có cộng điểm là 3 và cũng ở cái mức độ là trung bình. Đây chúng ta sẽ đến với điều trị thuốc. Để điều trị thuốc ở phụ nữ mang thai thì chúng ta phải cân nhắc giữa cái việc là các cái tác dụng không mong muốn diễn ra cho mẹ và cái thuốc mà chúng ta đưa vào liệu có là một cái tác nhân mà gây độc hoặc là gây đột biến ở thai nhi hay không. Cũng như sự khác biệt về mặt phân bố cũng như là về mặt hấp thu trong cái quá trình mang thai. Đây là những cái thuốc mà phổ biến chúng ta có thể điều trị tăng huyết áp ở bệnh nhân phụ nữ mang thai hoặc là rối loạn lipid máu hoặc là bệnh nhân suy tim. Đa phần thì chúng ta có thể dùng với chạy beta trong những cái trường bệnh nhân bị tăng huyết áp. Đối với suy tim thì đa phần các cái thuốc để làm giảm tải, như chẳng hạn lợi tiểu, cavedilon, nhưng mà không bao giờ chống chỉ định tuyệt đối với các cái thuốc chạy thụ thể. Với cái bệnh nhân này thì bệnh nhân đã có tăng huyết áp thì hoàn toàn chúng ta có thể là điều trị hạ áp bằng những cái thuốc mà tôi đã liệt kê ở đây. Nên là làm nào chúng ta sẽ theo dõi bệnh nhân nào trong suốt quá trình mang thai ở cái nhóm bệnh nhân này? Tôi sẽ xích cái lược đồ này, các bạn nhìn thấy có thể rất đơn giản, dựa vào các cái mức độ WHO khác nhau mà chúng ta có cái thời gian mà thăm khám gặp bệnh nhân để lượng giá lại theo cái thời gian suốt quá trình mang thai. Đối với những cái tổn thương đơn giản thì có thể là gặp 1 đến 2 lần thôi trong quá trình mang thai, nhưng đối với cái trường hợp nặng thì có thể chúng ta có thể gặp bệnh nhân hàng tháng, thậm chí là mỗi 2 tháng. Đối với cái trường hợp bệnh nhân mà ví dụ của chúng ta thì chúng ta thuộc vào nhóm WHO class 2-3 thì chúng ta sẽ thăm khám gặp bệnh nhân khám bác sĩ tim mạch mỗi 2 tháng một lần. Vậy là cái chẩn đoán hình ảnh mà được sử dụng cho quá trình mang thai là sao? Đương nhiên rất là đơn giản đó, được chúng ta cần cân nhắc an toàn đó là chính là siêu âm. Ngoài ra thì chúng ta có thể cân nhắc làm mấy siêu âm thực quản. Chúng ta cần phải phân tầng nguy cơ, đặc biệt là trường hợp những cái mà bệnh nhân mang thai ở cái quý thứ 3. Những cái trường hợp mà cái biến chứng mà có thể liên quan đến gây mê. Đối với cái embryo thì được chỉ ra rằng là tương đối là an toàn đối với các cái bệnh nhân mang thai. Chúng ta chỉ cần tránh tiêm Calodidium ở quý đầu tiên thôi. Đối với CT thì chúng ta nên cân nhắc tránh, đặc biệt là nó sẽ ảnh hưởng đến thai nhi ở trong quý 1 và quý 2. Vậy thì bệnh nhân sẽ được sổ thai như thế nào? Chúng ta sẽ phụ thuộc vào các cái tình trạng như cung lượng tim như thế nào, huyết áp ra sao, nhịp tim ra thế nào, sức cản hệ thống như thế nào. Thì chúng ta sẽ sử dụng các cái biện pháp là gây mê hoặc là sử dụng nghiệm xác Vansava. Các bạn có thể nhìn thấy đây là các cái biến đổi huyết động của bệnh nhân trong quá trình chuyển dạ. Can transiently cause decreases in some of these, which can lead to hemodynamic alterations, which may or may not be tolerated in patients with severe disease. Các bạn cần phải là theo dõi huyết động của bệnh nhân trong quá trình chuyển dạ. Đây là các cái chỉ định mà dựa theo các cái mức độ WHO và CAPREC khác nhau thì chúng ta có cái mức độ xâm lấn khác nhau, chúng ta cần phải đặt cateter xoang gang hay không, cần đặt cateter tĩnh mạch hay không, cần đặt theo dõi huyết áp động mạch hay không, theo dõi độ bão hòa oxy hay không. Thì đối với trường hợp mà WHO 1 đến 3 như bệnh nhân của chúng ta thì gần như chúng ta chỉ cần phải theo dõi độ bão hòa oxy thôi.
Thế thì cái dạng chuyển dạ chúng ta sẽ chọn như thế nào, đẻ thường hay là cần phải mổ đẻ? Đối với những cái trường hợp mà về chỉ định về mặt tim mạch thì không có cái lợi ích nào về liên quan đến với mẹ. Ví dụ chẳng hạn những cái trường hợp mà gây đối với cái phẫu thuật thì nó sẽ làm mất máu nhiều hơn, hoặc là sẽ làm tăng cái nguy cơ nhiễm khuẩn nhiều hơn, các cái nguy cơ mà huyết khối tĩnh mạch nhiều hơn. Đối với cái đẻ đường âm đạo thì chúng ta có thể áp dụng được hầu hết với các cái bệnh nhân. Chúng ta có thể lên kế hoạch vào tuần thứ 30 đến 40 đối với những cái bệnh nhân mà đang theo dõi thuốc, đang sử dụng thuốc chống đông. Chúng ta cần phải theo dõi từ xa và phải xem các cái bệnh lý đang tiến triển. Đối với cái giai đoạn 2 của cuộc chuyển dạ, đối với cái HU mà class 4 hoặc carapic hơn 4 thì chúng ta cần phải theo dõi rất là sát sao tình trạng của đầu thai nhi, hoặc là có thể dùng hỗ trợ như phóc xét. Chúng ta cần phải hạn chế cái hiện tượng dùng liệu pháp Safaza rất là quan trọng trong gây ra cái tình trạng tắc nghẽn, cũng như là những cái bệnh nhân mà có cái động mạch chủ mà dễ là bị tổn thương. Đối với các cái cân nhắc về mặt phẫu, về mặt gây mê như thế nào, chúng ta cần phải giảm tối đa cái lượng thuốc mà ảnh hưởng với cái gây tê tủy sống. Đặc biệt là đối với những cái trường hợp bệnh nhân có cái tổn thương bệnh lý van tim dạng tắc nghẽn, những bệnh nhân mà có suy tim, bệnh nhân có tổn thương luồng thông và bệnh nhân có tuần hoàn phong tăng. Vậy chăm sóc hậu sản thì sao ạ? Thì đối với những cái bệnh nhân mà có mẹ mà bị mất máu nặng là trên 500ml trong giờ đầu thì chúng ta cần phải tiến hành mà truyền máu. Hoặc đối với những cái bệnh nhân mà đẻ đường âm đạo còn trên 1000ml đối với 1000ml đối với bệnh nhân mà đẻ đường mổ. Ngoài ra thì chúng ta có thể sử dụng phương pháp tự truyền máu bằng từ bánh rau. Các bạn phải lưu ý rằng là các cái biến chứng ở những cái bệnh nhân mang thai, mắc bệnh tim bẩm sinh không phải chỉ liên quan đến thời kỳ trước sinh và sau khi đẻ, mà các cái biến chứng còn xảy ra ở cái giai đoạn mà chu sản, có nghĩa là sau khi đã sổ thai. Sau khi mà đã xuất viện thì chúng ta cần phải đánh giá cái tình trạng quá tải thể tích, cái tình trạng phù phổi, cần phải theo dõi xem là các cái dấu hiệu sinh tồn của tăng huyết áp, có rối loạn nhịp hay không, phải cân nhắc có thể là theo dõi nhịp tim từ xa hay không. Đối với cái trường hợp mà bệnh nhân cần phải nằm ở đơn vị ICU thì chúng ta cần phải theo dõi ít nhất là khoảng từ 24 đến 48 giờ sau khi sổ thai. Khu class 4 thì cần phải theo dõi có hay không mà tình trạng suy tim mất bù. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý đồng nghiệp. Tôi chờ đợi các câu hỏi từ quý đồng nghiệp. Okay, wonderful lecture. Thank you very much, Dr. Steiner. So now we come to the Q&A session. I would like to ask the audience, do you have any question for the speakers? So in waiting for the audience to have a question, I myself, I have a question. I'm Dr. Khoi from University Medical Center in Ho Chi Minh City in south of Vietnam. What do you think about the a female with a Fontan procedure? Because I myself right now, I started to have many questions from patient and their relative. A girl who come to the adult life, and they say, okay, right now we have a completion of Fontan. We are okay. We have boyfriend. Want to have pregnancy. Giáo sư Khôi đang hỏi Dr. Steiner về cái kinh nghiệm mà tiếp cận như nào mà ở bệnh nhân phong tên mà muốn mang thai. Cái trường hợp này là một trường hợp rất là thách thức. Pregnancy is something that they're certainly interested in, and it's absolutely something that we can support and we do support. I use a similar algorithm to what I just discussed. We recognize that the Fontans are at least in the Andrew group 3, so they're going to be very high risk for something happening during their pregnancy. So whenever possible, I use preconception counseling to outline some of the risks and at least go over the plan for follow-up. Đối với cái trường hợp phong tan thì một lần
Dr. Stemmet nói và thật sự là rất khó, chúng ta không thể nói là không thể đối với bệnh nhân, nhưng đối với cái trường hợp mà thách thức như phụ nữ mang thai, mang tuần hoàn phong tăng thì chúng ta cần phải có kế hoạch rất là kỹ càng và chúng ta cần phải theo dõi rất là chặt chẽ. Là chúng ta có thể phát hiện rằng là có khi để phát hiện ra sớm những cái thay đổi rất là nhỏ về cái sự về cái đặc chức năng tim cũng như tình trạng suy tim cũng như là dòng chảy trong cái ống phong tăng. Encourage them to be up to date on all of their cardiac screening, including a cardiac MRI and a cardiopulmonary exercise test. If you have the capability to get one of those done, recognizing that pregnancy is a stress on the heart. And then we do nếu như có thể được thì trước khi có kế hoạch mang thai thì cần phải đánh giá lượng giá lại toàn bộ cái chức năng tim, cái khả năng dự trữ của cơ tim đối với cái trường hợp mà khi mang thai bằng hình ảnh cộng hưởng từ hoặc là stress test để đánh giá cái khả năng gắng sức của bệnh nhân. I advise against the pregnancy, but then and when they reach a certain age, they stop following me, and then they come back pregnant. Yeah, because they say, okay, if I ask you, you will say no. So now I'm pregnant, so you take care of me. So that's very embarrassing. But I would like to ask you, in the Washington Medical Center, do you have a joint clinic where the adult ACHD cardiologist and the obstetrician who jointly consult for a patient and in such a situation? We do, yes. Dr. Cooper and myself both attend in that clinic. We have two OBGYNs who are at Medical Washington, trung tâm y khoa Washington ở Seattle thì Dr. Stenner và Dr. Buber thì sẽ cùng nhau cái chăm sóc về các cái bệnh nhân tim bẩm sinh và có mang thai cũng như là hội chẩn tham khảo cùng với cả các bác sĩ sản khoa. That gets posted in the chart as an alert for anyone on the care team so that pertinent issues with hemodynamics and medications and vital signs, things like that, are up front and center during delivery, regardless of who's taking care of the patient in the inpatient setting. I have a comment on to the topic of pregnancy in adult congenital heart disease. So by myself, I believe that we need to approach this specific patient in the meaning of a multidisciplinary approach. However, it looks like possible in America, but for developing country like Vietnam, so the adult congenital heart program in my country is it's just beginning, the relationship and the teamwork between the between the team, between the obstetrician, cardiologist, cardiac surgeon is not easy, yeah, because now when the patient grew up, so they are following to the they have to change the hospital from the pediatric hospital to the adult hospital. So the history of surgery or intervention might be missed, and the diagnosis is maybe not correct understanding. So it put the patient with pregnancy in the most dangerous situation. So if possible, so I think actually. Sorry,
So at least 5 or 10 years later, so we will have a standard approach for the patient with the pregnancy after, in the grow up congenital heart disease. I just have a comment. Yeah. Thank you. So we have now much time. So I have a last question for Dr. Lin. So when you have a patient with the rather severe regurgitation, valve regurgitation, for example, DILV with the mitral valve regurgitation, and the patient have the arrhythmia, what is your approach? You will do the ablation, transcatheter ablation, or you refer to the for the valvuloplasty and the Cox maze. Okay, thank you for the question. Actually, we have met several patients with a moderate to severe mitral regurgitation and also coexist atrial fibrillation or atrial flutter. Actually, in some of our cases, actually, if we perform a T or thoracic echocardiography. Actually, in some patients with functional MR without the tearing or the mitral valve or papillary muscle disease, actually, catheter ablation sometimes could reverse the mitral regurgitation and improve the function of the mitral valve in some of the patients. But in some cases with the mitral valve disease or papillary muscle disease, actually, the mitral regurgitation could not be improved. So I think some of the patients we can carefully evaluate and consider to do the ablation for this kind of case. Some case will get some benefit from the catheter ablation without invasive procedure or mitral valve repair in this kind of patient. Okay, thank you. Yeah. Hello, Dr. Yun Chiu Lee. I have a question for you, not about the knowledge in arrhythmia in congenital heart disease, but also about the procedure, the dual jaw formation. Because as you know, in Vietnam, for congenital heart disease, specialists, especially in adult, is quite rare. Even so, here we have some unit for arrhythmology, but it's quite difficult for them. They don't know about the structure, the anatomy, and they even don't know what is the CCTJ. So in case we have a congenital heart disease present at our department with arrhythmia, they don't know what is exactly the mechanism of arrhythmia. So I just would like to for you, just a question. How did you learn about congenital heart disease? How to associate between the congenital heart disease specialty and arrhythmia? So what is the training? What is the formation? So may we send our colleagues to your center for formation and thank you. Okay, thank you for the question. Actually, we are also learning for this kind of arrhythmia in the congenital heart disease. In our hospital, there are a specialty in the pediatric cardiovascular disease, and sometimes we consult the doctor in this specialty, and they will suggest us to do a image reconstruction, and we know the anatomy of this kind of patient. And sometimes I think for this kind of arrhythmia, actually we need a team to work together, including the cardiosurgery and the pediatric cardiovascular specialty, and also the electrophysiology together to discuss and evaluate how to management of this kind of patient. I think it's very important to have a teamwork because we are also learning in this kind of patient. Okay, thank you very much, Dr. Lin, because we are well behind time. We can say that ACHD is a very new subspecialty in Vietnam, new and very tough, because the pediatric cardiologists have no knowledge and skill coping with adult patient, and the adult cardiologists have a little knowledge of anatomy and pathophysiology of the congenital heart disease. So I think we have
a long way to build a team like you, but we must put the first step like Lao Chi has advocated. This session we have gone through four topics, very tough in tough subspecialty. The first one, Professor Buber from Washington have talked about the acute heart failure. The second, the intervention in the residual lesion in congenital heart disease. The third lecture, very tough and very interesting lecture in about arrhythmia in ACHD. And the last one, very exciting topic relating to pregnancy in ACHD. And thank you very much for speakers. We have learned a lot from you. And with the summary, I would like to conclude this section. Thank you very much for your time and your expertise. Thì chắc có lẽ là tóm tắt lại với lại các anh chị một xíu là chúng ta thực sự ra thì cái ngành tim mạch nhi tim hoặc là tim bẩm sinh ở người lớn, cái ACHD bây giờ chúng ta gọi là ACHD sau cái guideline 2020 của AEC, thì ACHD là tim bẩm sinh ở người lớn. Ở Việt Nam chúng ta vẫn còn bắt đầu gọi là mới manh nha mà không biết thì bao giờ nó nảy mầm thôi. Là bởi vì với bác sĩ nhi thì chúng ta không có quen cái thuốc men hoặc là cái cách tiếp cận ở người lớn. Bác sĩ nhi thì thường hay nói với trẻ con kiểu khác. Còn người lớn, bác sĩ người lớn, tim mạch người lớn thì lại rất là sợ cái tim mạch nhi, tim bẩm sinh. Tôi tin chắc rằng những người mà làm siêu âm thai bao giờ đụng tới cái siêu âm tim là bắt đầu họ ngán, họ gian ra. Thực sự ra thì cái khó là bởi vì mình sợ nó khó, mình nghĩ nó khó, chứ thực sự nó khó thiệt. Nhưng mà khó thiệt thì mình vẫn có thể vượt qua được. Thì trong tương lai thì chắc chắn là chúng ta không phải cần, cái khó nhất là chúng ta có người mà có đủ cái trình độ kiến thức và đào tạo giống như là bác chúng ta vừa nói. Nhưng mà cái quan trọng nữa là chúng ta cần phải có một cái hệ thống, và cái hệ thống đó thì ít nhất thì tất cả những các bác sĩ quý đồng nghiệp ngồi đây thì chúng ta cũng hiểu được phần nào cái khó khăn cũng như là cái cần thiết của cái gọi là cái chuyên ngành này. Thì chắc chắn rằng như là từ sáng nay chúng ta thấy với cái sự phát triển của phẫu thuật tim, của can thiệp tim mạch, thì những bệnh nhân mà bị tim bẩm sinh trên 15 tuổi nó sẽ nhiều hơn nhiều so với tim bẩm sinh dưới 15 tuổi. Và những bệnh nhân đó có thể họ sẽ đến với lại một cái phòng khám tư, có thể đến một cái phòng cấp cứu hoặc là đến một cái phòng khám tim mạch nào đó. Thì nếu như mà chúng ta không có những cái gọi là cái tiếp cận một cách hệ thống ban đầu thì chúng ta sẽ rất là bối rối, và cuối cùng thì cả bác sĩ và cả bệnh nhân đều thấy là rất là khó khăn. Thì đó là những cái thông tin mà trong buổi sáng nay chúng ta đã thu nhận được. Xin cảm ơn tất cả các quý đồng nghiệp đã ngồi đến giờ này tham dự một cái chủ đề tôi nghĩ là cực kỳ khó khăn. Xin cảm ơn interpreter, một beautiful and charming interpreter. Vâng ạ, chúng ta sẽ xin phép được vào cái phiên chuyên đề tiếp theo. Thì như các bạn đã biết thì bệnh tim mạch ở phụ nữ mang thai luôn là một cái vấn đề thách thức đối với thầy thuốc chúng ta. Và trong cái phiên chuyên đề hôm nay, tim mạch sản phụ khoa, thì chúng tôi sẽ xin đề cập một số những cái nội dung chính. Đó là những cái điểm mới và những cái chiến lược chính trong cái xử trí bệnh tim mạch ở phụ nữ mang thai. Những cái điểm mới trong 2022, trong đó liên quan đến điều trị tăng huyết áp ở phụ nữ mang thai, điều trị rối loạn nhịp ở phụ nữ mang thai, thuyên tắc huyết khối ở phụ nữ mang thai, và cuối cùng là bệnh cơ tim chu sản ở phụ nữ mang thai. Hôm nay thì cùng chủ tọa đoàn với tôi thì có Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thị Hồng Thi, Tiến sĩ Bác sĩ Vũ Quỳnh Nga đến từ Bệnh viện Tim Hà Nội, và Tiến sĩ Bác sĩ Vũ Mạnh Tân đến từ Bệnh viện Hải Phòng, Đại học Y Hải Phòng. Thì các cái nội dung chính của chúng ta thì sẽ chủ yếu chúng tôi sẽ trình bày những cái
chiến lược và những cái quan điểm chính, vì cái thời lượng nó chỉ có 20 phút cho một cái bài báo cáo. Vâng. 20 phút. Có lẽ là tôi xin phép được bắt đầu cái chủ đề đầu tiên liên quan đến điều trị tăng huyết áp ở phụ nữ mang thai. Tôi xin phép được trình bày cái bài đầu tiên, đó là những điểm mới trong điều trị tăng huyết áp ở phụ nữ mang thai. Thì chúng ta thấy rằng hiện nay thì tăng huyết áp trong thai kỳ là một trong những nguyên nhân chính gây bệnh tật và tử vong ở bà mẹ và trẻ sơ sinh. Hiện nay thì về cái ngưỡng chẩn đoán tăng huyết áp đối với phụ nữ mang thai thì đã thống nhất, đồng thuận giữa các hiệp hội. Tuy nhiên là cái ngưỡng khởi trị thì cho đến cái thời điểm của năm đầu năm 2022 là chúng ta vẫn còn chưa đồng thuận giữa các cái hiệp hội. Vấn đề tại sao nó có như vậy? Bởi vì câu trả lời người ta vẫn còn đang băn khoăn giữa việc là liệu việc hạ huyết áp tích cực thì có lợi cho bà mẹ hay không? Và thứ hai là việc hạ như thế thì có bất lợi cho thai nhi hay không? Liên quan đến việc chúng ta hạ huyết áp quá thì cái tưới máu cho giao thai sẽ giảm. Và nữa là người ta sợ liên quan đến việc dùng thuốc. Như vậy thì thấy rằng là chúng ta cần có những cái nghiên cứu lớn có đối chứng để trả lời những cái câu hỏi này. Bài trình bày của tôi sẽ gồm 4 phần. Trong đó trọng tâm là chúng ta sẽ đi vào cái việc tiếp cận điều trị mới tăng huyết áp ở phụ nữ mang thai. Thì chúng ta thấy rằng là về mặt dịch tễ hiện nay thì tăng huyết áp đang có xu hướng gia tăng rất là rõ rệt ở phụ nữ mang thai. Và nó có một cái đặc điểm là hiện nay cái tuổi mang thai của bà mẹ lần đầu cao hơn rất là rõ rệt. Và đặc biệt là phụ nữ mang thai thì hiện nay có cái tỷ lệ cao có thừa cân béo phì, cũng như là cái yếu tố nguy cơ tim mạch chuyển hóa kèm theo. Ví dụ như hiện nay tại khoa tim mạch tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh mà tôi phải tiếp trận hàng ngày là rất là nhiều các cái bà mẹ mang thai ở tuổi rất là lớn, có thể 40 tuổi bắt đầu mới mang thai lần đầu, vì là những cái trường hợp họ đến chữa vô sinh. Và cái tỷ lệ mà béo phì kèm theo có tiền tiểu đường cũng rất là cao. Và do vậy làm tăng rất là rõ rệt nguy cơ tim mạch cho bà mẹ. Về phân loại tăng huyết áp ở phụ nữ mang thai thì hiện nay theo phân loại của Hội Tim Mạch Hoa Kỳ và Trường Môn Sản Phụ Khoa Hoa Kỳ thì thống nhất là phân loại thành 4 loại. Thứ nhất là tăng huyết áp mãn tính hay là tăng huyết áp trước thai kỳ, là những trường hợp mà phát hiện tăng huyết áp trước 20 tuần thai, và những trường hợp này thì sẽ tồn tại kéo dài sau khi mang thai trên 6 tuần. Thể thứ hai là tăng huyết áp thai kỳ, là những trường hợp mà tăng huyết áp phát hiện sau 20 tuần thai và sau khi sinh thì sẽ huyết áp trở về bình thường trong vòng 6 tuần đầu sau khi sinh. Thể thứ ba là tiền sản giật và sản giật thì được gộp chung là một thể. Đó là những trường hợp mà tăng huyết áp trong thời kỳ mang thai và có kèm theo protein niệu hoặc là có những cái dấu hiệu nặng mà chúng ta thấy ở đây. Trong đó tăng huyết áp nặng là một trong những dấu hiệu nặng của cái tăng huyết áp tiền sản giật. Ngoài ra thì những cái dấu hiệu mà để chẩn đoán tiền sản giật đó là liên quan đến những cái tổn thương cơ quan đích mà các bạn có thể thấy ở đây, như là tăng men gan, phù phổi, rối loạn thị lực, giảm tiểu cầu, rồi suy thận mới xuất hiện, hoặc là những cái đau đầu mà phụ nữ đang mang thai thì đau đầu rất là dữ dội và không đáp ứng với điều trị. Ngoài ra có một cái thể tức là bệnh nhân mãn tính, tăng huyết áp mãn tính phát hiện từ trước nhưng mà có xuất hiện tiền sản giật trong cái kỳ cuối của thai kỳ. Như vậy về mặt chẩn đoán tăng huyết áp ở phụ nữ mang thai thì như thế nào? Thì hiện nay tiêu chuẩn chẩn đoán tăng huyết áp phụ nữ mang thai đã đồng thuận giữa tất cả các hiệp hội, đó là chẩn đoán khi mà huyết áp tâm thu từ 140 trở lên hoặc huyết áp tâm trương từ 90 mét thủy ngân trở lên. Về việc khẳng định chẩn đoán thì chúng ta cũng vẫn phải đo huyết áp ít nhất 2 lần khám. Tuy nhiên là đối với phụ nữ mang thai thì chúng ta cần phải khẳng định nhanh, cho nên cái khoảng cách giữa 2 lần khám thì khác với trong cộng đồng bình thường là chúng ta có thể cách vài ngày vài tuần, mà ở đây cái khoảng cách giữa 2 lần khám là chỉ cách nhau 4 giờ là chúng ta phải khẳng định
xem bệnh nhân là có bị tăng huyết áp hay không. Những trường hợp mà lần đầu đến với chúng ta mà chúng ta đo huyết áp, tăng huyết áp nặng từ 160 đối huyết áp tâm thu và 110 đối huyết áp tâm trương thì chúng ta phải chẩn đoán ngay, tức là chúng ta phải đo lại trong sau khoảng 15 phút và để chẩn đoán và xử trí ngay. Về phân độ thì chúng ta sẽ thấy rằng là phân độ tăng huyết áp phụ nữ mang thai thì khác với cộng đồng nói chung, là chúng ta phân làm hai độ, trong đó tăng huyết áp nhẹ là khi huyết áp tâm thu từ 140 đến 159 và tăng huyết áp tâm trương là từ 90 đến 109. Tăng huyết áp nặng là khi huyết áp tâm thu từ 160 và hoặc huyết áp tâm trương từ 110 trở lên, thì cái phân độ này cũng đồng thuận giữa các hiệp hội. Điểm lưu ý trong việc đo huyết áp ở phụ nữ mang thai thì có một điểm rất là muốn nhấn mạnh các bạn, đó là nếu như ở cộng đồng thì hiện nay chúng ta khuyến cáo sử dụng máy đo huyết áp tự động. Tuy nhiên đối với phụ nữ mang thai thì chúng ta ưu tiên sử dụng máy đo huyết áp thủy ngân hoặc là đồng hồ. Trong trường hợp mà chúng ta không có máy đo huyết áp thủy ngân thì chúng ta có thể sử dụng máy đo huyết áp tự động, nhưng mà sử dụng quay loại mà nó trong cái hướng dẫn của nhà sản xuất là có đã kiểm chuẩn riêng cho phụ nữ mang thai. Về tư thế đo thì chúng ta có thể đo tư thế ngồi hoặc tư thế nằm nghiêng trái. Nội dung chính của bài hôm nay đó là cái việc tiếp cận điều trị tăng huyết áp ở phụ nữ mang thai, đặc biệt là cái thể điều trị tăng huyết áp mãn tính và thể nhẹ. Thì chúng ta thấy rằng là cái mục tiêu của việc điều trị hạ áp ở phụ nữ mang thai đó là thứ nhất là giảm biến cố cho bà mẹ và trẻ sơ sinh. Tuy nhiên là cái mức hạ huyết áp làm sao phải đảm bảo an toàn cho thai nhi và việc dùng thuốc thì không gây bất lợi cho thai nhi. Vậy thì đối với tăng huyết áp mức độ nhẹ thì mục tiêu là gì? Thứ nhất là chúng ta ngăn ngừa để không tiến triển thành tăng huyết áp mức độ nặng. Thứ hai là giảm nguy cơ cho mẹ và làm sao đó để kéo dài cái thời gian mang thai tối đa nhất có thể để mà thai nhi có thể ở lâu trong bụng mẹ nhất có thể. Tiếp nữa đó là cái mức hạ huyết áp làm sao không gây bất lợi cho thai nhi và chúng ta phải sử dụng cái thuốc an toàn cho thai nhi. Vậy thì cái ngưỡng khởi trị và đích huyết áp cần đạt là như thế nào? Thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là hướng dẫn của các hiệp hội, chúng ta thấy rằng là có sự khác nhau. Đặc biệt là các bạn thấy rằng là ở đây hai cái hội nhất lớn nhất mà chúng ta thường tham khảo để mà đưa ra khuyến cáo của Việt Nam thì chúng ta thấy rằng là AHA và Hội Trưởng môn Tim mạch Hoa Kỳ, Sản phụ khoa Hoa Kỳ thì thấy rằng là đều cái ngưỡng điều trị khi mà huyết áp là tăng huyết áp nặng, chúng ta thấy ở đây. Và với khuyến cáo là với trường hợp như vậy, thì thậm chí là những bệnh nhân trước khi mang thai đã có tăng huyết áp rồi, nhưng mà đến khi mang thai nếu tăng huyết áp nhẹ, thì chúng ta vẫn có thể thảo luận với bệnh nhân để ngừng thuốc trong cái giai đoạn mà chưa có tăng huyết áp nặng. Thì đấy là cái khuyến cáo trước đây của AHA và Trường môn Sản phụ khoa Hoa Kỳ. Cũng tương tự như thế thì ESC, cái ngưỡng khởi trị, có vẻ là thấp hơn một chút đối với tăng huyết áp mãn tính, đó là huyết áp khi 150 trên 95 thì mới khởi trị và ESC thì không đưa ra cái đích cần đạt. Và ESC cũng thấy rằng là khuyến cáo chúng ta là có thể cân nhắc ngừng thuốc đối với những người trước đấy đang điều trị với cái mức huyết áp là tăng nhẹ và không có và chức năng thận bình thường. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là cái này, cho nên là những cái bài giảng trước đây thì chúng tôi cũng áp dụng cái khuyến cáo của ESC 2018 của hội để mà soạn các cái bài giảng cũng như là trong áp dụng thường ngày. Thì trong những cái trường hợp mà tăng huyết áp nhẹ, mà tăng huyết áp mãn tính thì trong cái điều trị hàng ngày là chúng tôi cũng không khởi trị ngay, mà chúng ta cũng thường trao đổi để cân nhắc với bệnh nhân trong cái việc khởi trị. Vậy thì rõ ràng là ESC và AHA là không khuyến nghị khởi trị với cái tăng huyết áp mãn tính mức độ nhẹ ở phụ nữ mang thai. Tại sao có cái sự khác biệt giữa các cái hiệp hội như vậy? Thì chúng ta thấy rằng là có 3 vấn đề mà các chuyên gia vẫn cần phải thảo luận. Đó là cái lợi ích tức thời cũng như lâu dài của việc hạ huyết áp chặt chẽ với những cái trường hợp mà tăng huyết áp ngắn hạn trong thai kỳ, tức là chỉ 4 đến 9 tháng thôi, mà lại ở phụ nữ trẻ không có các yếu tố nguy cơ tim mạch khác thì liệu là có lợi ích hay không thì nó chưa có những cái bằng chứng rõ ràng. Thứ hai là người ta vẫn lo ngại cái việc là chúng ta hạ thấp huyết áp quá thì sẽ làm giảm
cái tuần hoàn tử cung nhau thai và do đó là ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của thai nhi. Trong đó người ta ghi nhận là cái sự chậm phát triển của thai nhi và trẻ sinh để nhẹ cân. Và đặc biệt là người ta cũng lo ngại về cái việc là lựa chọn các cái thuốc có thể có nguy cơ cho thai nhi. Tuy nhiên là người ta cũng thấy rằng là gần đây thì nó có những cái bằng chứng về mặt sinh lý bệnh và dịch tễ để ủng hộ cho chúng ta hạ thấp huyết áp hơn nữa. Trong đó người ta thấy rằng là những cái biểu hiện thần kinh mà của tiền sản giật thì nó giống như bệnh não do tăng huyết áp. Và một điểm mà người ta cũng có nhận thấy là những cái biến chứng về tai biến mạch não ở phụ nữ mang thai thì xảy ra ở cái mức huyết áp khá là thấp. Như vậy thì gợi ý chúng ta là cần phải hạ huyết áp thấp hơn nữa để mà ngăn ngừa biến chứng cho những cái đối tượng này. Mặt khác thì như tôi vừa trình bày là cái dịch tễ học đối với phụ nữ mang thai cũng đã thay đổi với việc tuổi cao hơn, nhiều yếu tố nguy cơ hơn, do đó mà cái nguy cơ tim mạch đã gia tăng lên. Ngoài ra thì từ những cái nghiên cứu gần đây thì cũng cho thấy rằng là một số các nghiên cứu ở đây thì thấy rằng là chúng ta hạ thấp huyết áp thì giảm được cái tỷ lệ tăng huyết áp nặng rất là rõ rệt. Nhưng mà những cái biến cố khác như là tỷ lệ tiền sản giật, sinh non hay trẻ nhẹ cân thì không khác biệt giữa việc kiểm soát chặt hay là kiểm soát ở mức độ vừa phải. Mặt khác, một nghiên cứu khác thì lại cho thấy rằng là khi mà chúng ta kiểm soát chặt quá thì có nguy cơ làm tăng gấp 2 lần cái trẻ sơ sinh nhẹ cân. Và do vậy mà chúng ta thấy rằng là cần có một cái nghiên cứu mà để khẳng định cho chúng ta hơn nữa là cái lợi ích thực sự của việc hạ thấp huyết áp ở bà mẹ và cái nguy cơ mà làm chậm phát triển ở thai nhi. Và để trả lời cho cái câu hỏi này thì một cái nghiên cứu đã được thiết kế đó là điều trị tăng huyết áp mà thể nhẹ, mãn tính ở phụ nữ mang thai là nghiên cứu CHAP. Nghiên cứu này với mục đích là chúng ta xem xét xem là cái việc mà điều trị hạ huyết áp xuống dưới 140/90 ở cái phụ nữ tăng huyết áp mãn tính mức độ nhẹ thì có làm giảm các kết cục bất lợi hay không? Và việc giảm này thì có ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi hay không? Và kết cục chính của nghiên cứu đề ra đó là những cái biến cố chính bao gồm có tỷ lệ tiền sản giật, rau bông non, sinh non dưới 35 tuần và tử vong cho thai nhi và trẻ sơ sinh. Và cái an toàn cho thai nhi thì người ta tính cái kết cục là cái trẻ sơ sinh mà nhẹ cân với cái tỷ lệ là nhỏ hơn cái 10 phần cái bách phân vị thứ 10 so với cái trẻ mà cùng tuổi. Ngoài ra thì người ta cũng xem xét các kết cục phụ liên quan đến các biến cố tim mạch gộp, tăng huyết áp nặng, tỷ lệ tiền sản giật, các cái biến chứng nghiêm trọng ở trẻ sơ sinh và sinh non. Thì đây là một cái những cái nội dung chính của cái nghiên cứu này. Thì tổng số là đã thu thập được 2.408 bà mẹ mang thai và ở mang một thai và trước 23 tuần của thai kỳ và có tăng huyết áp nhẹ mãn tính. Các bệnh nhân thì được chia làm hai nhóm. Một nhóm là sẽ được điều trị tích cực với cái đích là hạ huyết áp xuống dưới 140/90 và các thuốc được sử dụng khởi trị mà ban đầu ưu tiên là labetalol và nifedipine tác dụng chậm. Trong trường hợp mà chưa hạ được huyết áp thì người ta có thể sử dụng thêm là dopesit và amlodipine. Và một nhóm thì chúng ta chỉ điều trị khi mà huyết áp từ 160 trở lên với huyết áp tâm thu và 105 trở lên đối với huyết áp tâm trương và theo dõi kết cục trong 30 ngày. Thì chúng ta thấy rằng là kết quả cho thấy là với các cái biến cố gộp tiêu chí chính thì rõ ràng ở nhóm điều trị tích cực đã giảm chỉ có gặp ở 30,2% so với cái nhóm chứng là 37%. Và như vậy đã giảm được cái nguy cơ tương đối là 0,82 có ý nghĩa thống kê. Ngược lại về mặt an toàn thì chúng ta thấy rằng là cái tỷ lệ mà trẻ sinh nhẹ cân thì ở nhóm nghiên cứu là 11,2% và nhóm chứng là 10,4%, không khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa hai nhóm. Và từ kết quả của nghiên cứu này thì cho thấy khẳng định là việc điều trị hạ huyết áp với cái đích là dưới 140/90 ở những trường hợp tăng huyết áp mạn mức độ nhẹ thì đã làm giảm rõ rệt các cái kết cục bất lợi cho mẹ trong giai đoạn chu sinh và không làm tăng cái nguy cơ trẻ nhẹ cân cũng như là các cái biến chứng khác cho trẻ khi sơ sinh. Và chúng ta thấy rằng là với cái kết quả của cái nghiên cứu này được công bố đầu năm 2022 thì đồng loạt tất cả các hiệp hội đã bắt đầu cập nhật cái khuyến cáo của mình. Trong đó thì đặc biệt là hai cái hiệp hội của Hoa Kỳ thì đã đồng thuận là khởi trị tăng huyết áp
với cái huyết áp ngưỡng khởi trị là 140/90 và đích cần đạt là dưới 140 đối với huyết áp tâm thu và dưới 90 đối với huyết áp tâm trương. Hay cho cái khuyến nghị trước đây là 100 khởi trị là 160/110. Cũng tương tự như vậy thì Hội Sản Phụ Khoa Hoa Kỳ cũng thống nhất cái khuyến cáo là chúng ta sẽ điều trị thuốc khi mà huyết áp tâm thu từ 140 trở lên và hoặc huyết áp tâm trương từ 90 mét thủy ngân trở lên và với bất kể loại tăng huyết áp nào trong thai kỳ. Và với Hiệp hội Canada thì cái đích tâm trương thì người ta thấy rằng là đối với huyết áp tăng huyết áp mãn tính thì chúng ta có thể hạ thấp đến cái ngưỡng tâm trương là 85 mét thủy ngân. Thì có thể nói là cái kết quả của nghiên cứu CHAP đã mở ra một cái chương mới cho một cái câu chuyện cũ về điều trị tăng huyết áp ở phụ nữ mang thai. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng là hiện nay đối với tăng huyết áp ở phụ nữ mang thai thì chúng ta có thể khẳng định ngưỡng khởi trị là từ 140/90 trở lên và đích huyết áp là dưới 140 và dưới 90 đối với huyết áp tâm trương. Và chúng ta xem xét một cái ngưỡng thấp hơn nữa là huyết áp tâm trương là 85 mm thủy ngân. Và như vậy đến nay thì đã đồng thuận giữa tất cả các cái hội. Về thuốc lựa chọn thì cho đến nay chúng ta thấy rằng là giữa các hiệp hội thì cũng khá đồng thuận về cái khuyến cáo là những cái thuốc lựa chọn ưu tiên hàng đầu đó là labetalol, nifedipine tác dụng chậm và methindopa. Và lựa chọn hàng 2 cho chúng ta có thể là amlodipine và metoprolol. Và chúng ta chú ý những cái thuốc mà chống chỉ định đối với phụ nữ mang thai đó là ức chế men chuyển hoặc là chẹn thụ thể. Đối với lợi tiểu thì chúng ta có thể cân nhắc sử dụng lợi tiểu quai, tuy nhiên là chúng ta nên hạn chế và chỉ sử dụng trong những trường hợp mà có bằng chứng về quá tải thể tích, ví dụ như là có bệnh thận mạn, bởi vì người ta thấy rằng là trong những trường hợp mà tiền sản giật thì thường có hiện tượng là giảm thể tích. Ngoài ra chúng ta thấy rằng là khi dùng chẹn beta giao cảm thì chúng ta cũng cần lưu ý là có thể làm nhịp tim chậm của thai nhi, hạ đường huyết và có thể một tỷ lệ nhỏ là chậm phát triển của thai nhi. Và đặc biệt trong nhóm chẹn beta giao cảm thì người ta không khuyến cáo sử dụng atenolol vì có cái bằng chứng bất lợi trên thai nhi. Và một cái khuyến cáo quan trọng đó là chúng ta phải lựa chọn thuốc phù hợp cũng như là cái liều lượng thuốc thấp nhất có thể để hạn chế cái tác dụng có hại cho thai nhi. Về điều trị tăng huyết áp nặng thì chúng ta thấy rằng là mục tiêu là tăng huyết áp nặng thì đã là tiền sản giật rồi. Cho nên mục tiêu ở đây là chúng ta phải ngăn ngừa biến cố cho mẹ, trong đó là những cái biến cố quan trọng là suy tim, thiếu máu cục bộ cơ tim, suy thận và tai biến mạch máu não. Và với nguyên tắc là chúng ta sẽ cần phải khởi trị ngay, đặc biệt là với những trường hợp mà cái tăng huyết áp nặng nó khởi phát một cách cấp tính thì chúng ta phải điều trị ngay bằng thuốc đường tĩnh mạch hoặc là đường uống trong vòng 30 đến 60 phút. Thì chúng ta biết rằng là cái diễn tiến của cái tăng huyết áp ở bà mẹ mang thai nó rất là nhanh. Thì chúng tôi đã gặp những trường hợp là bệnh nhân 33 tuần đến khám thì vẫn là hoàn toàn bình thường, nhưng mà sau đấy tức là huyết áp vẫn kiểm soát tốt, nhưng mà sau đấy chỉ có 2-3 ngày bệnh nhân về nhà thì đột ngột là bệnh nhân thấy phù lên rất là nhanh và huyết áp tăng vọt lên 170 và chúng tôi phải mời bệnh nhân liên hệ rất là sát và phải mời bệnh nhân vào viện cấp cứu ngay lập tức. Thì cái diễn tiến của cái tăng huyết áp ở phụ nữ mang thai nó cũng diễn tiến nhiều trường hợp rất là nhanh. Và thuốc lựa chọn ở đây sẽ tùy thuộc vào chúng ta cân nhắc xem cái thời kiến mà chúng ta dự kiến sổ thai để mà chúng ta quyết định dùng thuốc. Thì chúng ta có thể sử dụng thuốc uống hoặc thuốc đường tĩnh mạch. Trong đó hiện nay thuốc đường tĩnh mạch thì ưu tiên là nicardipine. Và đặc biệt trong những trường hợp này thì bao giờ chúng ta cũng phải sử dụng magie sulfate để dự phòng các cái cơn sản giật. Đối với tăng huyết áp cấp cứu, tức là khi mà tăng huyết áp từ 170 trở lên đối với huyết áp tâm thu, thì lúc đó chúng ta phải bắt buộc với bệnh nhân phải vào viện và chúng ta phải điều trị ngay lập tức để hạ huyết áp xuống dưới 160 đối với tâm thu và 105 đối với huyết áp tâm trương. Và thuốc ưu tiên là nicardipine. Chúng ta có thể dùng nitroglycerin nếu như mà bệnh nhân có biến chứng phù phổi. Và các bạn lưu ý là nếu như hydralazine từ trước được khuyến cáo sử dụng cho phụ nữ mang thai thì hiện nay với những cái bằng chứng người ta thấy rằng là có kết cục bất lợi cho thai nhi trong chu sinh, cho nên không được khuyến cáo. Cũng tương tự như thế thì nitrofusiat là không được chỉ định cho ở phụ nữ mang thai vì có nguy cơ gây ngộ độc cyanua cho thai nhi. Và đặc biệt là với những cái tăng áp cấp cứu này thì magie sulfate là chúng ta phải chỉ định dùng ngay để phòng ngừa sản giật.
Và những trường hợp này thì chúng ta sẽ phải cân nhắc cho thai ra sớm để mà bảo đảm cái an toàn cho bà mẹ. Như vậy thì chúng ta có thể nói rằng là với cái kết quả của cái nghiên cứu CHAP mà vừa đưa ra đầu năm 2022 thì chúng ta có một cái tiếp cận mới đối với điều trị tăng huyết áp ở phụ nữ mang thai. Đó là ngưỡng khởi trị là ngay từ khi huyết áp từ 140 trên 90 trở lên với bất kỳ một cái loại tăng huyết áp nào. Và đích cần đạt đó là dưới 140 trên 90 mmHg thủy ngân. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là một cái chương mới đã mở ra trong cái việc điều trị tăng huyết áp ở phụ nữ mang thai. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn mọi người. Vâng, xin cảm ơn Phó sư Nguyễn Thị Bạch Yến, bệnh ở bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đã trình bày cho chúng ta một cái vấn đề mà chúng tôi thấy rằng là rất là cập nhật vấn đề phụ nữ mang thai hiện nay bị tăng huyết áp. Thế và lúc trước ấy, ngay kể cả chúng tôi là những người mà lâu năm trong nghề, chúng tôi đã được từng chứng kiến rất nhiều giai đoạn khuyến cáo về vấn đề điều trị cân số huyết áp ở những bệnh nhân bị có thai như thế này. Thế thời gian không còn, nhưng tôi xin tiếp tục giới thiệu tiến sĩ bác sĩ Vũ Mạnh Tân ở Đại học Y Dược Hải Phòng sẽ nói về vấn đề những điểm mới trong điều trị rối loạn nhịp tim ở phụ nữ có thai. Đây cũng là một vấn đề cũng rất là hay và thú vị và cũng rất là khó. Cho nên là tôi nghĩ là cái phiên của chúng ta mới là hơi tuyệt vời. Các anh các chị mà có điều kiện mà chúng ta nghe được từ đầu đến cuối thì giúp ích rất nhiều cho chúng ta trong lâm sàng. Xin mời tiến sĩ Tân ạ. Xin cảm ơn phần giới thiệu của Phó sư Nguyễn Đồng Thi, Phạm Đồng Thi. Kính thưa chủ tọa đoàn, kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa thầy cô và quý đồng nghiệp. Vừa rồi thì chúng ta đã nghe phần trình bày của giáo sư Yến với những cái cập nhật rất mới về điều trị tăng huyết áp. Chúng ta vẫn nói rằng là phụ nữ thì thường để yêu thương, và như vậy thì với phụ nữ có thai thì chúng ta lại càng phải để yêu thương nữa. Nhưng chúng ta cũng thấy là đối với những đối tượng phụ nữ có thai thì lại rất là mong manh, bởi vì họ lại cũng có rất dễ bị những cái bệnh lý mà chúng ta cần kiểm soát được tốt. Bởi vì một người phụ nữ có thai thì có rất nhiều cái biến đổi và về tâm sinh lý, và vì vậy về mặt tim mạch thì cũng không có nằm ngoài cái sự biến đổi đấy. Đây là một slide mà quý vị thấy rằng là ở phụ nữ có thai thì có những thay đổi rất nhiều về mặt tim mạch. Chúng ta thấy rằng ở phụ nữ có thai thì cái thể tích tuần hoàn thì bắt đầu tăng lên từ tuần thứ tư, và sau đó đạt cao nguyên từ tuần thứ 12 đến trước khi sinh tuần thứ 26, 28 thì bắt đầu lại tăng thêm một chút nữa. Sau khi mà phụ nữ mà sinh em bé rồi thì cái thể tích tuần hoàn giảm xuống. Tương tự như vậy thì cái tần số tim cũng tăng dần lên và đạt đỉnh trước khi mà phụ nữ sinh em bé. Và điều này cũng làm cho cái huyết áp cũng thay đổi. Và vừa rồi chúng ta đã thấy rằng ta đã cần phải kiểm soát huyết áp ở phụ nữ có thai. Cụ thể hơn thì quý đồng nghiệp nhìn thấy đây là những cái sơ đồ cụ thể cho ta thấy rằng là ở phụ nữ có thai thì có những thay đổi về cái sức cảm ngoại biên, thay đổi về cái tần số tim, về cái huyết áp tâm thu cũng như tâm trương, rồi là thay đổi cả về cái thể tích tuần hoàn cũng như là cái phân số tâm bao nhiêu. Và như vậy thì điều này nó sẽ dẫn đến sự thay đổi gì của liên quan đến phần nhịp học. Thì chúng ta biết là cái cơ chế mà gây ra rối loạn nhịp tim gồm có ba cái đặc điểm, ba cái thành phần quan trọng. Một là liên quan đến cơ chất địa sinh lý gây rối loạn nhịp, thứ hai đấy là liên quan đến hoạt động khởi phát nhịp, và thứ ba là hệ thần kinh tự chủ. Vậy thì những cái biến đổi liên quan về mặt tim mạch thì ảnh hưởng gì đến việc mà cơ chế gây cái rối loạn nhịp này? Thì chúng ta biết là ở phụ nữ có thai, những thay đổi về huyết học, về huyết động, trong đó có việc thay đổi thể tích tuần hoàn thì dẫn đến cái sự căng cơ nhĩ cũng như cơ thất. Và lúc này thì nó dẫn đến cái hoạt hóa các kênh ion hoạt động phụ thuộc vào sự căng cơ, và từ đó dẫn đến những cái rối loạn liên quan đến cửa cục màng, rút ngắn thời kỳ phân tán không gian trơ cũng như là dẫn truyền, và từ đấy dẫn đến những cái rối loạn nhịp mà hay gặp ở phụ nữ. Một điểm nữa chúng ta thấy là cái tần số tim khi mà nghỉ nó liên quan đến cái điện thế muộn, cái khử cực thất sớm và giảm cái biến tim trên nhịp tim khi mà chúng ta đo điện tim 24 giờ, thì đây cũng là những cái thay đổi mà tác động gây ra rối loạn nhịp tim. Những thay đổi hormone như là tăng estrogen hay là tăng beta HCG thì cũng làm ảnh hưởng đến các kênh ion, và liên quan đến cái tăng trương lực giao cảm ở đây, đặc biệt cái estrogen này thì làm tăng các cái thụ thể beta alpha adrenergic của tim, và từ đó làm tăng tích cực tự động cũng như là có hoạt động khởi phát nhịp. Chúng ta thấy là nhìn chung thì những cái rối loạn nhịp tim có thể chia thành hai cái nhóm, đấy là rối loạn nhịp nhanh và rối loạn nhịp chậm. Thì rối loạn nhịp nhanh có hai cơ chế quan trọng ở đây là bất thường liên quan đến tính tự động và bất thường liên quan đến tính dẫn truyền. Thì cái bất thường liên quan đến
bất thường liên quan đến cái tính tự động ở đây thì có thể liên quan đến cái việc mà thiếu máu cục bộ cơ tim, thiếu oxy, tăng kali máu, căng giãn cơ tim và các cái catecholamine. Còn đối với các hoạt động khởi phát nhịp thì chủ yếu liên quan đến các hoạt động hậu cực sớm và hậu cực cực muộn, cũng liên quan đến rất nhiều các bệnh lý như là thiếu máu, thiếu oxy hay là những cái quá tải của ion canxi nội bào vân vân. Đối với dần nhịp chậm thì chủ yếu là liên quan đến bất thường của nút xoang cũng như bất thường nút nhĩ thất, và từ đó dẫn đến một loạt các cái thay đổi về mặt cơ chế và gây ra rối loạn nhịp tim. Một nghiên cứu năm 2008 thì cho thấy ở phụ nữ có thai, cái tỷ lệ mà nhịp xoang chiếm khoảng 6%, còn lại thì khoảng 40% là những rối loạn nhịp. Trong đó chúng ta hay gặp nhất là các cái ngoại ung thư nhĩ hoặc thất chiếm tới 20%, các nhịp nhanh kiểm soát trên thất chiếm tới 14%, còn lại thì một chút đấy là liên quan đến dung nhĩ cuồng nhĩ hay là dung thất cuồng thất hay là các rối loạn nhịp, hoặc thậm chí là 4% có thể là ngừng tim. Đặc biệt là chúng ta thấy rằng là những cái rối loạn nhịp này thì còn liên quan đến cái tuổi. Đây là cái sơ đồ mà quý đồng nghiệp chúng ta có thể nhìn thấy rằng tuổi càng cao thì cái nguy cơ có rối loạn nhịp càng tim càng tăng lên. Và thêm nữa thì chúng ta có thấy là các cái tỷ lệ mà rối loạn nhịp thì ngày càng tăng lên theo cái thời gian. Thì đây là cái sơ đồ như vậy. Và khi cái rối loạn nhịp rồi thì nó sẽ làm cho tăng cái tỷ lệ nhập viện hay tăng tỷ lệ tử vong ở những cái sơ đồ phía dưới mà quý đồng nghiệp đã nhìn thấy. Vậy thì đứng trước một bệnh nhân, một phụ nữ có thai có những rối loạn nhịp thì cách tiếp cận chúng ta thì về mặt căn bản nó không có quá nhiều sự thay đổi. Điều đầu tiên thì chúng ta cần phải có những thăm khám lâm sàng để cho chúng ta tìm hiểu những dấu hiệu của rối loạn nhịp. Ví dụ như cái dấu hiệu về nhịp tim đập nhanh thì trên thực tế nghiên cứu cho thấy rằng là nó không có nhiều cái mối liên quan giữa cái rối loạn nhịp và nhịp tim đập nhanh. Tuy nhiên những triệu chứng khác ví dụ như là thiểu hoặc ngất thì là những dấu hiệu hết sức là đặc hiệu cho những bệnh nhân bị nhịp tim. Và trong những trường hợp bệnh nhân có rối loạn nhịp thì chúng ta cần tìm hiểu kỹ những cái hoàn cảnh khởi phát để từ đó chúng ta xem cái cơ chế bị ngất hoặc xỉu này là do nguyên nhân gì, do cường phế vị hay là do những cái tổn thương ở tim vân vân thì hoặc là những cái tổn thương khác như thiếu máu. Và vì thế là chúng ta cần phải khai thác kỹ những cái hoàn cảnh khởi phát cũng như là những dấu hiệu tiền triệu ở những bệnh nhân có triệu chứng này. Tiếp theo thì chúng ta cần phải tìm các bằng chứng của những bệnh lý kèm theo, ví dụ như bệnh nhân có thể có phụ nữ có thể mất máu cấp hay là những thiếu máu mãn tính, hay là tiền sử gia đình có những bệnh nhân có những người trong gia đình bị đột tử, và chúng ta cần phải thăm khám thực thể để tìm hiểu những dấu hiệu bất thường ở tim như bệnh lý ở tim hay là những dấu hiệu khác ở ngoài tim vân vân như bệnh lý về tuyến giáp, bệnh lý về thiếu máu. Bước tiếp theo thì chúng ta cần phải ghi về điện tâm đồ 12 chuyển đạo là cái yêu cầu bắt buộc cho tất cả những bệnh nhân có rối loạn nhịp và không ngoại trừ phụ nữ có thai. Còn đối với điện tâm đồ thường quy, nếu như chúng ta không có thể có những thời điểm mà chúng ta không phát hiện rối loạn nhịp thì chúng ta cần phải ghi điện tâm đồ Holter điện tâm đồ 12-24 giờ hoặc thậm chí là dài hơn. Với những trường hợp mà chúng ta vẫn nghi ngờ rối loạn nhịp nhưng chúng ta không thể có những bằng chứng về điện tâm đồ thường quy cũng như là điện tâm đồ 24 giờ thì lúc đó chúng ta sẽ cân nhắc là thăm dò điện sinh lý tim. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng để thăm dò điện sinh lý tim thì có nguy cơ phơi nhiễm phóng xạ cho người mẹ cũng như là thai nhi thì rất là lớn. Và vì vậy chúng ta cần phải cân nhắc rất là kỹ và ta cố gắng làm sao để bảo vệ về cái vấn đề an toàn phóng xạ cho mẹ cũng như cho con. Và cái bước tiếp theo là chúng ta cần siêu tim để chúng ta đánh giá những tổn thương thực tổn trên cơ tim cũng như một số thăm dò huyết học cũng như thăm dò về hóa sinh học khác để chúng ta có thể tìm những nguyên nhân dẫn đến những rối loạn nhịp, ví dụ như những bất thường liên quan đến điện giải đồ. Và từ những cái bước tiếp cận đấy thì chúng ta sẽ phải xác định xem là chúng ta sẽ điều trị như thế nào. Đầu tiên chúng ta cần phải xem cái tình trạng rối loạn nhịp của phụ nữ có thai, của phụ nữ chúng ta, đối tượng của chúng ta là cấp tính hay mạn tính. Chúng ta dựa vào các hoàn cảnh khởi phát, dựa vào những cái dấu hiệu có thể gây ra những rối loạn huyết động, ví dụ như khi thiểu hoặc ngất hoặc tụt huyết áp. Và trên cơ sở đấy thì chúng ta có những biện pháp điều trị mà cần lựa chọn như là các biện pháp về cơ học vật lý hay sử dụng thuốc hay sốc điện chuyển nhịp hay là thăm dò điện sinh lý để từ đó điều trị bằng các phương pháp khác nhau. Thì đây là những khuyến cáo của Hoa Kỳ về cái việc lựa chọn những biện pháp khác nhau ở những đối tượng, những cái rối loạn nhịp cũng như là các cái bối cảnh về lâm sàng. Đối với những rối loạn nhịp trên thất, các cái cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất mà vòng ngoài lại nhĩ thất hoặc đúng nhĩ thất, những trường hợp mà cấp tính thì chúng ta có thể sử dụng các nghiệm pháp và cường phế vị, và chúng ta có thể sử dụng adenosin để cắt những cơn rối loạn nhịp cấp này. Còn đối với trường hợp mà mạn tính thì hàng đầu tiên chúng ta nên lựa chọn là chạy beta giao cảm và có thể là dùng thêm dioxin nếu như không có biểu hiện của hội chứng tiền kích thích. Hàng thứ hai chúng ta có thể lựa chọn các chạy beta giao cảm và
Với những trường hợp mà bệnh nhân có cái biểu hiện của tiền kích thích thì chúng ta có thể sử dụng fluocinolone hoặc là chạy beta rào cản phù hợp. Và chúng ta sẽ cân nhắc với những trường hợp mà không đáp ứng với điều trị thì có thể thăm dò địa sinh lý và triệt phá các ổ rối loạn nhịp này. Tuy nhiên chúng ta phải cân nhắc là làm sao phải tối thiểu hóa cái liều phóng xạ cho đối tượng điều trị của chúng ta. Và cố gắng chúng ta trì hoãn cái việc điều trị bằng phương pháp triệt phá này ở cái thai kỳ thứ hai thì như vậy nó sẽ an toàn hơn. Đối với những bệnh nhân mà có cái dung nhĩ thì với dung nhĩ cấp tính thì các biện pháp lựa chọn đầu tiên đó là gì? Chúng ta có thể lựa chọn chạy beta rào cản phù hợp với digoxin và hàng thứ hai cũng là chạy kênh canxi và sốc điện chuyển nhịp nếu cần thiết. Và trong trường hợp cần dự phòng thì chúng ta có thể sử dụng một số các thuốc mà chống loạn nhịp như fluocinolone hoặc là sertraline vân vân. Với những trường hợp mà không đáp ứng điều trị thì bước tiếp theo chúng ta cũng sẽ sử dụng phương pháp thăm dò cũng như triệt đốt các cái ổ khởi phát dối loạn nhịp này, thì các khuyến cáo sẽ tương tự giống như là nhịp nhanh kịp phát trên thất. Trong những trường hợp là nhanh nhịp dối loạn nhịp thất thì với những bệnh nhân mà có cái dối loạn huyết động thì chúng ta cũng không thay đổi, chúng ta sẽ chuyển nhịp bằng phá rung tự động hoặc là bằng sốc điện chỉ nhịp, hoặc là trong những trường hợp mà huyết động ổn định thì chúng ta có thể sử dụng lidocaine hoặc là một số thuốc khác như quinidine vân vân. Đối với lại những trường hợp mà có ngừng tim hay là cái mạch tạo nhịp thì không có nhiều thay đổi so với các khuyến cáo trước đây. Trên thực tế thì đây là một đối tượng mà rất nhạy cảm và có lẽ vì vậy nên các nghiên cứu không có nhiều. Chính vì thế những khuyến cáo thì không có quá nhiều thay đổi so với trước đây. Chúng tôi có đưa ra hai khuyến cáo liên quan đến điều trị rối loạn nhịp nhanh kịch phát trên thất theo cái khuyến cáo năm 2019 của Hội Tim Mạch Châu Âu. Trong khuyến cáo này thì chúng ta thấy rằng đối với phụ nữ có thai mà có các cái cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất thì chúng ta nên có kế hoạch là triệt đốt bằng năng lượng sóng từ số radio trước khi mà có kế hoạch là mang thai. Còn lại thì đối với trường hợp cấp tính chúng ta thấy rằng là gì? Chúng ta có thể là sốc điện chuyển nhịp nếu bệnh nhân có rối loạn huyết động với mức chỉ định là 1, rất là mạnh. Trong những trường hợp khác thì chúng ta có thể sử dụng, ví dụ như là nếu như có những cái chúng ta thất bại với các biện pháp cường với vị thì chúng ta có thể sử dụng adenosine cũng giống như cái khuyến cáo vừa rồi của Hoa Kỳ. Hay là chúng ta có thể là những cái trường hợp chúng ta có thể sử dụng các cái chạy beta rào cản mà chọn lọc beta 1, đúng không ạ? Ngoại trừ aterolol. Và trong phần trình bày vừa rồi mà giáo sư Yến cũng đã trình bày chúng ta biết thì ta có thể cân nhắc chỉ định với mức khuyến cáo là 2A. Dioxin thì chúng ta cũng có thể sử dụng với mức khuyến cáo là 2A. Và tất cả cái mức bằng chứng ở đây chúng ta thấy rằng không nhiều, đều là mức bằng chứng C. Đối với trường hợp mà mạn tính thì sao? Thì trong trường hợp mạn tính thì chúng ta thấy rằng là chúng ta cố gắng là hạn chế sử dụng thuốc ở những thai kỳ đầu tiên. Từ thai kỳ thứ hai trở đi thì chúng ta có thể là áp dụng một số thuốc như là chạy beta rào cản chọn lọc trên beta 1 hoặc là verapamil vân vân, thì chúng ta cũng có thể lựa chọn với mức khuyến cáo là 2A. Tiếp theo thì chúng tôi cũng xin trình bày một vài cái điểm liên quan đến khuyến cáo gần đây nhất năm 2022 của Hội Tim Mạch Châu Âu tháng 3 năm 2022, thì có đưa ra những cái khuyến cáo liên quan đến điều trị cái rối loạn nhịp thất. Thì trong phần đó thì cũng có một phần nhỏ, đấy là đối tượng liên quan đến phụ nữ có thai. Trong cái phần khuyến cáo này thì cũng đưa ra những trường hợp mà cấp tính, những cái rối loạn nhịp thất cấp tính thì có thể là chuyển nhịp với những bệnh nhân mà có nhịp nhanh thất bền bỉ với mức khuyến cáo là rất là mạnh, khuyến cáo 1. Còn những trường hợp khác thì bệnh nhân mà có thể dung nạp với điều trị thì chúng ta có thể lựa chọn beta rào cản như sertraline, chạy beta rào cản hoặc sertraline hoặc là fluocinolone hoặc là fluocinolone vân vân, thì chúng ta cũng có thể sử dụng các thuốc này cho những điều trị cấp tính mà không có rối loạn về huyết động. Với những trường hợp mà mạn tính thì chúng ta có thể cân nhắc một số các cái chỉ định khác. Ví dụ như là chúng ta có thể cấy máy phá rung tự động. Tuy nhiên, cái khuyến cáo ở đây cũng là chúng ta tối ưu hóa cái việc mà bảo vệ cho phụ nữ có thai liên quan đến cái phơi nhiễm với phóng xạ, vân vân. Và có thể là chúng ta tiếp tục sử dụng các chạy beta rào cản cho những bệnh nhân này sau thai kỳ ở những bệnh nhân có hội chứng QT kéo dài hoặc
là ở một số các trường hợp mà bệnh nhân có nhịp nhanh thất đa hình nhạy cảm với catecholamine thì chúng ta có thể tiếp tục sử dụng các cái chạy beta tocar. Như vậy thì chúng ta cũng nhìn thấy rằng các cái mức khuyến cáo thì thay đổi tùy theo cái loại, tùy theo cái chỉ định. Tuy nhiên thì mức bằng chứng hầu hết thì đều chỉ ở mức bằng chứng C thôi, cho thấy rằng là những cái nghiên cứu ở trên phụ nữ có thai là một đối tượng hết sức là nhạy cảm và hết sức là khó khăn cho việc chúng ta triển khai các cái trường hợp này. Với những cái khuyến cáo khác liên quan đến triệt phá hay là cái máy thì do cái khuôn khổ của thời lượng không cho phép nên chúng tôi sẽ không trình bày ở đây, và chúng tôi sẽ xin phép để trình bày kỹ hơn những cái chỉ định về liên quan đến thuốc. FDA thì đưa ra một loạt các cái thuốc mà chúng ta có thể chỉ định cho phụ nữ có thai và cũng đưa ra các cái mức độ khuyến cáo để chúng ta cân nhắc. Thì đây chúng ta sẽ lưu ý là cái mức độ ảnh hưởng đến thai kỳ. Thì FDA chia ra làm 4, chia ra là 5 mức. Một là mức A là không có nguy cơ trên thai theo các nghiên cứu và đã có kiểm soát. Thứ hai, mức B là không có bằng chứng nguy cơ trên thai mặc dù là có bằng chứng trên động vật thực nghiệm, hoặc là không có nguy cơ trên động vật thực nghiệm nhưng những dữ kiện trên người thì còn hạn chế. Mức độ C thì là chưa có nghiên cứu nguy cơ trên thai người mặc dù là những bằng chứng trên động vật thực nghiệm thì có thể có hoặc không. Mức độ D thì là có các bằng chứng nguy cơ trên thai người, và mức độ X là chúng ta sẽ chống chỉ định tuyệt đối trên phụ nữ có thai. Chúng ta sẽ xem xét một vài các thuốc cụ thể để trên cơ sở đó chúng ta sẽ có lựa chọn cho mỗi trường hợp của chúng ta. Ví dụ với Kilin, đây là cái nhóm thuốc 1A thì mức độ ảnh hưởng trên thai là mức độ là C, thì chúng ta thấy rằng là người ta nghiên cứu thấy rằng an toàn khi mà theo dõi dài hạn. Tuy nhiên là cũng không quan sát thấy những khả năng gây ra quái thai. Tuy vậy thì có một số các cái tác dụng mà bất lợi ở đây, như là những cơn co thắt tử cung ở mức độ nhẹ, hoặc là có thể gây chuyển dạ sớm, hoặc là giảm tiểu cầu ở trẻ sơ sinh và có thể gây tổn thương dây thần kinh số 8 ở trẻ. Thứ hai là pocainamid, thì chúng ta thấy là mức độ ảnh hưởng ở đây cũng là mức độ C và cái dữ liệu thì còn hạn chế trên cả người lẫn động vật thử nghiệm. Lidocaine là cái thuốc mà chúng ta hay sử dụng đặc biệt cho những dối loạn nhịp thất, thì cũng rất là may mắn ở đây thì chúng ta thấy rằng là không có bằng chứng nguy cơ trên tay người, mặc dù là có thể có một vài cái nghiên cứu trên cái mô hình động vật thực nghiệm thì nó có là có ảnh hưởng. Tuy vậy thì trên cái bằng chứng trên người thì không có. Vì vậy chúng ta cũng khá là yên tâm khi sử dụng lidocaine, đặc biệt là cấp cứu cho những bệnh nhân có rối loạn nhịp thất. Thì ở đây chúng ta thấy là gì? An toàn khi theo dõi dài hạn trên người cũng như động vật thực nghiệm. Một số thuốc khác mà trước đây trên các cái thị trường chúng ta trên cái thực hành lâm sàng chúng ta vẫn có là Silatin, thì không biết là hiện nay ở các tỉnh khác hay không, có hay không, như Hải Phòng thì chúng tôi thì cũng ít tìm thấy thuốc này. Thì mặc dù vậy thì tôi cũng nhắc rằng là ở đây đối với mesilatin thì mức độ ảnh hưởng là mức độ C, những dữ kiện trên dữ liệu ở trên người thì còn hạn chế, và người ta thấy rằng là nó liên quan đến một số điểm áp ga ở trẻ sơ sinh khi sinh ra ở người mẹ mà dùng mesilatin thì nó thấp, và nó tăng hấp thụ thuốc ở bào thai thỏ, ở chuột khi mà chúng ta dùng cái liều gấp 4 lần so với liều thông thường. Vậy thì chúng ta dùng liều thông thường thì có vẻ nhưng vẫn còn an toàn. Một số thuốc khác mà chúng ta hay sử dụng, ví dụ propranolol thì chúng ta thấy rằng là cái mức độ ảnh hưởng ở đây là mức độ C, thì mức độ tác dụng thì không đáng kể, tuy nhiên là cũng có những nguy cơ nhỏ về chậm phát triển của thai hoặc là chậm nhịp tim ở trẻ sơ sinh cũng như là hạ đường huyết, và vì vậy chúng ta cũng cần lưu ý. Metoprolol là một thuốc khá là hay sử dụng trên lâm sàng. Và chúng ta thấy trong tất cả những cái phần điều trị trên bệnh nhân tim mạch thì chúng ta thấy chạy beta cảm là một trong những thuốc mà chúng ta nhắc đến rất là nhiều. Thì cũng rất khá là may mắn khi mà mức độ ảnh hưởng là mức độ C, bởi vì nó cũng không có quá nhiều những tác dụng phụ đáng kể và nó có những nguy cơ nhỏ gây ra tình trạng chậm phát triển của thai, chậm nhịp tim cũng như là trẻ sinh cũng như hạ đường huyết. Và vì vậy nên đối với những phụ nữ có thai ở những thai kỳ thứ 2, thứ 3 khi mà cái tình trạng phát triển của thai đã tương đối ổn định thì chúng ta cũng có thể sử dụng metoprolol. Còn lại thì chúng ta lưu ý là atenolol là cái thuốc trên đây chạy beta cảm rất hay dùng, và trong bài trình bày của phó sư Bạch Yến vừa cũng đưa ra là chúng ta không chỉ định cho phụ nữ có thai để hạ áp, thì chúng ta thấy rõ ràng cái mức độ ảnh hưởng ở đây là mức độ D, tức là đã có những bằng chứng nguy cơ trên thai của người. Và vì vậy những bằng chứng ở đây cụ thể là cái gì? Đấy là nguy cơ về chậm phát triển thai, rồi là nguy cơ chậm nhịp tim của thai so với những cái chạy beta cảm khác. Và vì vậy nếu như chúng ta có thể lựa chọn, chúng ta nên không nên sử dụng cái thuốc này cho phụ nữ có thai. Tương tự như vậy, carfentrazone là một cái thuốc mà chặn cả thụ thể alpha và beta, cũng được sử dụng cho nhiều cho bệnh nhân tim mạch. Thì đối với phụ nữ có thai chúng ta cũng
nên cân nhắc, bởi vì những cái dữ kiện nó chưa thực đầy đủ trên về các tác dụng phụ trên trên người. Một số thuốc khác ở đây chúng ta thấy trên thực hành lâm sàng chúng ta dùng rất nhiều là amiodarone, thì quý thầy cô, quý bạn đồng nghiệp cũng lưu ý rằng cái mức độ ảnh hưởng đây mức độ D. Như vậy đã có những bằng chứng cho thấy rằng nó có nguy cơ trên tay người, và vì vậy chúng ta không nên sử dụng, ngoại trừ khi mà chúng ta đã thất bại với tất cả các thuốc điều trị khác, chúng ta không còn phương pháp nào khác, thì chúng ta sẽ phải xem xét một cách hết sức thận trọng khi sử dụng cái thuốc này trên phụ nữ có thai. Hai thuốc cuối cùng mà chúng tôi cũng muốn trình bày kỹ, một số thuốc mà tôi muốn trình bày kỹ hơn một chút, đấy là verapamil và diazem, cũng là những cái thuốc mà chúng ta hay ứng dụng trên lâm sàng. Thì đối với verapamil thì nó gây ra một loạt các cái biến đổi như là xu hướng chậm phát triển ở thai, hạ huyết áp ở mẹ và chậm nhịp tim ở thai nhi. Đây là những cái tác dụng không mong muốn mà được khuyến cáo. Và nếu như mà chúng ta sử dụng thuốc này đường tĩnh mạch và truyền nhanh thì có thể gây nguy cơ bất ổn về huyết động. Và có một điều là chúng ta thấy rằng là không thấy cái biểu hiện những cái quái thai mà đã quan sát ở liều gấp 1,5 lần liều thông thường ở thỏ cũng như 6 lần ở chuột khi mà sử dụng cái verapamil này. Và chính vì thế là mức độ ảnh hưởng người ta để ở mức độ C. Với diazem thì cũng vậy, cũng gây ra một vài cái tác dụng không mong muốn ở đây mà khi dùng chúng ta cũng hết sức cần lưu ý. Bên cạnh những thuốc trong phân nhóm thì chúng ta thấy có một vài thuốc mà chúng ta hay sử dụng trong cấp cứu bệnh nhân, đấy là adenosine, đúng không ạ? Chúng ta vừa thấy nói rồi, adenosine là một cái thuốc hay dùng để cho cấp cứu. Nó rất là may mắn, đây là adenosine thì cái thời gian bán tải rất là nhanh và vì vậy cái tác động không nhiều. Tuy nhiên là chúng ta phải cân nhắc là khi mà sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai thì chúng ta nên theo dõi cái tim thai để đánh giá những nguy cơ. Như vậy thì rõ ràng ở đây chúng ta sẽ thấy rằng để mà điều trị một cách mà nó an toàn thì khi mà phụ nữ có thai cần phải có sự kết hợp chặt chẽ giữa các cái bác sĩ tim mạch cũng như bác sĩ về sản phụ khoa. Dioxin cũng vậy, ở đây thì không có gây nhiều cái độc tính trên thai, tuy nhiên chúng ta cần phải theo dõi những cái biểu hiện bất thường do ngộ độc dioxin trên mẹ giống như tất cả các đối tượng dùng dioxin khác. Còn đối với ivabodin, một cái thuốc ức chế kinh F của nút sang, thì cho đến thời điểm này chưa hề có những bằng chứng trên người ở phụ nữ có thai và vì vậy nên chúng ta chưa thể là sử dụng cái thuốc này nếu như chúng ta vẫn còn những công cụ khác. Và đối với atropine cũng vậy, thì chúng ta cũng chưa có những dữ kiện đầy đủ trên người. Và như vậy thì đấy là những cái điểm mà hết sức là cần lưu ý để khi mà chúng ta sử dụng lựa chọn một thuốc nào đấy cho phụ nữ có thai. Và để kết luận phần này thì chúng tôi xin đưa ra ba kết luận nhỏ nhỏ. Thứ nhất là những rối loạn nhịp tim thì thường gặp phụ nữ có thai, đặc biệt là những rối loạn nhịp tim như ngoại tâm thu hay là nhịp nhanh kỳ phát trên thất. Những cái điểm rối loạn nhịp này thì liên quan đến những thay đổi về huyết động, về hormone cũng như hệ thần kinh giao cảm. Chưa có nhiều các bằng chứng về phương pháp điều trị rối loạn nhịp ở phụ nữ có thai và vì vậy chúng ta vẫn phải chờ đợi. Và việc lựa chọn thuốc cho phụ nữ có thai cần phải cân nhắc hết sức thận trọng ở những trường cụ thể để tránh những tác dụng không mong muốn trên mẹ cũng như trên con. Thì trên đây là một cái phần trình bày nhỏ trong cái khuôn khổ của hội nghị không có nhiều. Xin trân trọng cảm ơn chủ tọa đoàn, quý bạn đồng nghiệp, quý thầy cô đã chú ý lắng nghe. Cảm ơn bác sĩ, tiến sĩ bác sĩ Vũ Tân đã cho chúng ta một cái phần trình bày tổng quan rất là đầy đủ, khái quát về việc điều trị những cái rối loạn nhịp ở phụ nữ mang thai. Và chúng ta cũng thấy rằng là cũng tương tự như điều trị tăng huyết áp ở phụ nữ mang thai là chúng ta đều phải cân nhắc cái độ an toàn của thuốc đối với thai nhi trong cái việc điều trị cho bà mẹ. Và có thể thấy rằng là các cái thuốc mà chúng ta sử dụng có chỉ định thì đều ở mức bằng chứng C, tức là cái an toàn nó cũng không phải là quá cao. Vì vậy mà khi mà chúng ta điều trị thì chúng ta cần phải có cái thảo luận giữa các chuyên gia rồi thảo luận với bệnh nhân. Như vậy là chúng ta thấy rằng là chúng ta đã qua hai cái bài báo cáo về điều trị tăng huyết áp và điều trị rối loạn nhịp ở phụ nữ mang thai, và chúng ta có một cái hỏi đáp ngắn để cho chúng ta khỏi quên để chúng ta sang cái hai cái bài báo cáo tiếp theo. Vâng, các bạn đồng nghiệp có kiến gì? Vâng, mời anh Chức. Dạ alo. Em thưa cô, em có một câu hỏi em thầy là em có một câu hỏi muốn hỏi thầy Tân ạ. Về cái vấn đề rối loạn nhịp ở bệnh nhân mang thai thì em có đang theo dõi cho một sản phụ có cái suy tim EF giảm, dung nhĩ do hẹp van hay lá kít, thì thai phụ mang thai lần 3, hai lần đầu thì sinh thường và không có phát hiện ra bệnh tim.
Mặc dù là suy tim EF giảm nhưng mà bệnh nhân chỉ có mức độ suy tim 2 trên 5 sàng thôi ạ. Thì em muốn hỏi là trong quá trình thai kỳ thì khi mà thai lớn lên thì cái nhịp tim của thai phụ cũng sẽ tăng lên theo ấy ạ. Thì em muốn hỏi là trong trường hợp đấy thì mình phải kiểm soát nhịp tim ở bệnh nhân của bệnh nhân ở mức độ ở cái khoảng nào thì phù thì hợp lý. Và câu hỏi thứ hai là với cái suy tim EF giảm như vậy thì mình ưu tiên dùng cái chẹn beta hơn hay là digoxin hơn? Em cảm ơn. À, xin cảm ơn phần cái câu hỏi hết sức là có ý nghĩa lâm sàng của bạn đồng nghiệp. Thì chúng ta thấy rằng với cái trường hợp mà phụ suy tim phân số tông máu giảm, đúng không ạ? Thì đương nhiên thì phần đầu tiên đối với người mẹ thì ta phải tiếp cận giống như bất kỳ một cái điều trị suy tim thông thường nào cả. Chỉ có điều ở đây là phụ nữ có thai thì rõ ràng là cái việc về tiếp cận điều trị một cách đầy đủ các thuốc, trong đó ví dụ như các tứ trụ, thì rõ ràng chúng ta phải cân nhắc hết sức là thận trọng. Tuy vậy thì có một cái điểm mà chúng ta thấy rằng trong cái trường hợp điều trị này thì một trong những tứ trụ ở đây chính là chạy beta giao cảm, thì với metoprolol là một trong những thuốc chúng ta có thể chọn. Đương nhiên chúng ta sẽ cố gắng là tối ưu cái việc điều trị đấy ở từ thai kỳ thứ hai. Tôi cho rằng giống như bạn đồng nghiệp đã vừa nói và trong những slide mà chúng tôi đã nói đấy, thì cái sinh lý bình thường của phụ nữ có thai sẽ nhịp tim sẽ tăng lên ở những cái bắt đầu từ cái tuần thứ bắt đầu được tăng lên tuần thứ tư bắt đầu tăng lên rồi. Và vì thế nên nếu như những phụ nữ thông thường ấy thì chúng ta có thể chấp nhận cái mức nhịp tim là dưới 100 ta có chấp nhận được. Tuy vậy thì ở đây lại có một cái liên quan đấy nữa, đấy là cái suy tim. Và vì vậy nên ở những phụ nữ mà có thai mà có những người bình thường mà suy tim thì cái mức độ khuyến cáo về tần số tim là từ 60-70, thậm chí là thấp hơn. Và vì vậy trong trường hợp này thì tôi cho rằng chúng ta cũng sẽ giữ ở cái mức độ là cái tần số tim độ vừa phải. Bởi vì nếu mà cái tần số tim nếu quá là cao thì sẽ ảnh hưởng đến người mẹ. Nhưng nếu quá thấp thì đôi khi có thể ảnh hưởng đến cái việc mà tiến máu cho bào thai. Và vì vậy thì chúng ta thấy trong một vài cái khuyến cáo ở đây thì người ta có thể chấp nhận cái tần số tim dưới 80 hoặc 90 chu kỳ một phút. Thì đấy là cái đích để chúng ta kiểm soát. Thế còn lại thì chúng ta sẽ phải kiểm soát các cái vấn đề khác nữa. Thì như tôi vừa nói thì cái chẹn beta giao cảm, đặc biệt metoprolol, thì quý đồng nghiệp có thể áp dụng sử dụng trường này. Em chào cô ạ. Em xin phép hỏi cô Bạch Yến một câu ạ. Em xin hỏi cô là em xin phép xin cô chia sẻ cái kinh nghiệm điều trị cái tăng huyết áp thai kỳ, mà đối với các bệnh nhân bị tăng huyết áp thai kỳ thì sau khi sinh thì kinh nghiệm của cô trong việc điều trị, theo dõi cũng như là đánh giá cái khả năng dừng thuốc tăng huyết áp đối với bệnh nhân thì như thế nào ạ? Em xin cảm ơn ạ. Vâng, câu trả lời của bạn rất là hay. Thì chúng ta thấy rằng là đối với tăng huyết áp mà thai kỳ mà phát hiện gọi là sau 20 tuần thai thì người ta xếp là tăng huyết áp thai kỳ, thì chúng ta sẽ phải theo dõi, đặc biệt là theo dõi trong những ngày đầu và một tuần đầu, bởi vì là ngay ngày đầu sau sinh thì những trường hợp đó thì rất dễ có tiền sản giật trong những cái ngày đầu sau sinh. Và đặc biệt là huyết áp thì chúng ta sẽ theo dõi sát trong tuần đầu, và nếu như huyết áp vẫn còn cao thì chúng ta sẽ vẫn phải điều trị tiếp tục ít nhất là cho đến tháng 6 tuần. Tại vì thường nếu mà tăng huyết áp mà sau 20 tuần thai thì sau khoảng trong vòng sau 6 tuần thì huyết áp sẽ về bình thường. Thế thì việc mà chúng ta điều trị, tuy nhiên là cũng có những cái trường hợp mà chúng tôi theo dõi thì chỉ trong vòng một tuần đầu ở tại bệnh viện thì huyết áp đã trở về bình thường và mình đã có thể là ngừng được thuốc. Thì như vậy mình sẽ thấy rằng là mình phải theo dõi sát, và nhất là trong những tuần đầu thì chúng ta vẫn phải điều trị, duy trì cái liều thuốc điều trị để mà đảm bảo cái huyết áp cho mẹ. Vâng. Không biết là bạn còn thắc mắc gì thêm? Em xin phép làm phiền cô tí, bởi vì là trong lâm sàng thì em cũng gặp rất là nhiều những cái bệnh nhân như thế này. Đối với bệnh nhân mà tăng huyết áp thai kỳ, tiền sản giật ấy, vì là trong quá trình theo dõi đẻ cũng như sau sinh ấy, thì bệnh nhân thường được dùng một cái lượng thuốc, hàm lượng thuốc huyết áp khá lớn. Thì cái việc sau đó, sau khi bệnh nhân sinh xong ấy, mình theo dõi thì cái việc mà mình hạ liều hoặc là dừng thuốc thì cần phải lưu ý gì không hay là như thế nào ạ? Thì em cũng rất là khá bối rối trong đấy, với việc là bệnh nhân đang duy trì một cái lượng thuốc, một cái hàm lượng thuốc khá lớn, và hiện tại thì sau sinh tầm khoảng một tuần hoặc một tháng bệnh nhân đo huyết áp, các chỉ số huyết áp hướng dẫn tại nhà đều ổn định, thì cái việc mình giảm liều thuốc như thế nào và mình hạ liều như nào ạ? Dừng thuốc nhỉ? Để em xin cô chia sẻ về vấn đề đấy với em ạ. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy rằng là trên thực tế là như này, nếu mà là bệnh nhân tăng huyết áp mãn tính, tức là bệnh nhân đã có từ trước, thì gần như là chúng ta không có chuyện là hạ bỏ được thuốc,
bởi vì là cái bệnh nhân đã có tăng huyết áp từ trước và như vậy thì sau khi sinh là em vẫn phải duy trì. Ngược lại thì chúng ta thấy rằng là cái tăng huyết áp thai kỳ, tức là cái tăng huyết áp xuất hiện sau 12 tuần thai, thì nó sẽ chủ yếu, cái cơ chế chủ yếu là liên quan đến cái việc mình mang thai. Cho nên là đa số trường hợp thì khi mà sau khi sinh thì gần như là huyết áp sẽ trở về bình thường khá là nhanh. Vậy thì thường là mình cứ theo dõi sát cái con số huyết áp. Nếu mà nó vẫn còn cao thì chúng ta vẫn phải duy trì tiếp tục thuốc. Còn nếu như trường hợp mà mình thấy rằng là về nhà bệnh nhân huyết áp hạ về mức bình thường thì chúng ta sẽ giảm dần liều thuốc. Thông thường là mình nên hạ dần liều. Ví dụ như là trong cái lúc mà mình điều trị mình đang dùng 2 thuốc thì khi mà sau khi sinh thì mình có thể giảm đi một thuốc để mình theo dõi. Thế nếu mình giảm đi một thuốc mà mình thấy vẫn ổn, tức là huyết áp vẫn ở ngưỡng bình thường, thì mình có thể giảm xuống là nửa liều và mình lại theo dõi tiếp, và nếu thấy ổn định thì chúng ta có thể ngừng. Chỉ có lưu ý là cái việc mà sau khi sinh thì chúng ta sẽ phải trao đổi với mẹ là có cho con bú hay không cho con bú để mà chúng ta cân nhắc những cái thuốc. Tại vì chúng ta thấy rằng là một trong những trường hợp mà cho con bú thì mình cũng cân nhắc những cái thuốc nào mà nó ra sữa nhiều thì chúng ta không nên dùng. Ví dụ như là nifedipine là những cái thuốc mà mặc dù là được chỉ định trong lúc mang thai nhưng mà nó lại có cái nồng độ thuốc ở sữa khá là cao, cho nên là khi sinh mình có thể chuyển sang cái thuốc khác. Một cái thuốc nữa mà khi mà mang thai chúng ta vẫn hay dùng là dopegit, thì người ta cũng thấy rằng là cũng không nên cho khi mà sinh, sau sinh, bởi vì dopegit nó có cái khả năng dễ làm cái trầm cảm, tăng lên cái trầm cảm ở phụ nữ sau sinh. Đấy, thì chúng ta cũng cân nhắc là không nên dùng dopegit. Thì sau khi sinh thì chúng ta sẽ có thể chuyển sang những cái thuốc khác được. Vâng, chúng tôi có nhận được một câu hỏi từ phía ban tổ chức. Xin cho hỏi là ở phụ nữ có thai có dung nhĩ mà cần chuyển nhịp, với bối cảnh Việt Nam thì nên chuyển nhịp bằng sốc điện hay bằng thuốc? Vì theo phần trình bày vừa rồi thì amiodarone có nhiều tác dụng phụ trên thai. Đúng là trong phần trình bày vừa rồi thì quý bạn đồng nghiệp có thấy rằng đối với amiodarone là cái mức độ về ảnh hưởng đến mức độ D, tức là đã có bằng chứng trên nghiên cứu trên người cho thấy rằng nó ảnh hưởng tác động trên thai, trên người. Và vì vậy nên là cái việc mà dùng amiodarone như chúng tôi đã trình bày, chúng ta phải hết sức hạn chế. Chỉ khi nào mà chúng ta không còn biện pháp trong tay, chúng ta mới cân nhắc đến việc sử dụng thuốc này. Tuy nhiên đối với câu hỏi của quý đồng nghiệp thì chúng ta cần phải định xem cái dung nhĩ này là cái dung nhĩ ở thời kỳ nào của thai kỳ. Nếu như những thời kỳ đầu thì rõ ràng cái việc dùng thuốc hết sức khó khăn, còn những phần những cái thời kỳ sau thì dễ dàng hơn, bởi vì cái việc mà sốc điện chuyển nhịp thì nó căn cứ đây là một dung nhĩ, chúng ta phải căn cứ thứ nhất ở đây là một cái dung nhĩ là mới hay là dung nhĩ mãn tính, dung nhĩ vĩnh viễn rồi thì chúng ta tính toán chuyện chuyển nhịp như thế nào. Với những dung nhĩ mới mà có cái chỉ định là chuyển nhịp thì theo tôi với những bằng chứng như vậy, khi mà so sánh giữa cái sốc điện chuyển nhịp với lại cái dùng amiodarone thì chắc chắn chúng ta lại ưu tiên dùng sốc điện chuyển nhịp. Tuy vậy thì chúng ta cũng cân nhắc xem nếu nó cái dung nhĩ đó gây ra cái rối loạn huyết động thì chúng ta có thể chỉ định ngay, còn nếu không thì chúng ta xem xét và có thể trì hoãn. Ví dụ như là ở khoảng tháng thứ 7, thứ 8, thứ 9 rồi mà bắt đầu mới xuất hiện một cái dung nhĩ mới thì chúng ta hoàn toàn có thể xem xét việc mà điều trị triệu chứng để chúng ta chờ sau khi mà sinh bé xong rồi thì chúng ta sẽ có nhiều cái biện pháp lựa chọn, nó sẽ dễ dàng hơn. Và xin được trả lời như vậy. Vâng ạ, vì là thời lượng của chúng ta cũng đã bị hơi quá giờ nên chúng tôi xin phép được sang cái phiên tiếp theo ạ. Vâng. Sau đây chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Tấn Hải đến từ Viện Tim Mạch Việt Nam sẽ cho chúng ta một cái bài báo cáo rất là cần thiết ở trong lâm sàng, đó là việc xử trí thuyên tắc huyết khối ở người bệnh sản phụ khoa. Thì đây là một cái trường bệnh cảnh lâm sàng mà chúng ta cũng rất là thường gặp ở phụ nữ mang thai. Và bác sĩ Nguyễn Tân Hải là một bác sĩ mà rất là có kinh nghiệm trong điều trị huyết khối tĩnh mạch. Vâng, xin được kính mời bác sĩ Nguyễn Tân Hải. Vâng, xin cảm ơn chủ tọa đoàn và đặc biệt cảm ơn các anh chị đồng nghiệp đã lưu lại ở giờ sắp ăn trưa để chúng ta tiếp tục một cái phiên mà theo chúng tôi là thực ra là một trong những phiên mà rất là quan trọng trong thực hành lâm sàng hàng ngày đối với các bác sĩ tim mạch. Đó là các cái vấn đề tim mạch liên quan đến sản phụ khoa. Bản thân chúng tôi từ đầu giờ đến giờ mà từ lúc chúng tôi bước vào đây thì chúng tôi cũng đã học hỏi được rất là nhiều từ các anh chị đồng nghiệp. Cái phần trình bày của chúng tôi đó là thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch ở sản phụ khoa, ở người phụ nữ có thai. Chúng ta phải đối mặt với những thách thức gì trong chẩn đoán và điều trị? Thì ở khoa mạch máu của chúng tôi là khoa C6 Viện Tim Mạch,
hàng ngày, gần như hàng ngày là chúng tôi phải gặp những trường hợp bệnh nhân bị thuyên tắc huyết khối mà sau sinh, sau mổ đẻ hoặc là đang có thai ở tất cả các cái giai đoạn của thai kỳ. Vậy thì từ lâu rồi chúng tôi đã phải đặt câu hỏi cho các cái buổi sinh hoạt khoa học và các cái buổi đi buồng ở trong khoa, đó là gì? Vì sao nó lại thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch ở người phụ nữ có thai nó lại cao như vậy? Nó có nguy hiểm hay không? Chúng ta nói rằng nguy hiểm thì nguy hiểm đến mức nào? Và trong chẩn đoán cũng như trong điều trị chúng ta gặp những cái khó khăn gì? Còn một lĩnh vực khác là lĩnh vực dự phòng tiên phát ở bệnh nhân sản phụ khoa, thì xin mời các quý đồng nghiệp trong cái phần khuyến cáo năm 2022 của Hội Tim mạch Việt Nam về chẩn đoán điều trị dự phòng thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch chúng tôi cũng đã đề cập rất là kỹ. Thế thì chúng ta thấy ở đây là nguy cơ thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch ở người phụ nữ có thai tăng lên gấp hơn 10 lần so với những người không có thai. Và cái nguy cơ đấy nó gặp ở cả ba quý của thai kỳ, đặc biệt là giai đoạn sau sinh thì cái nguy cơ này tăng lên gấp 25 lần so với những người mà không có thai. Và nó cũng không dừng lại mà nó tiếp tục tăng lên trong cái ít nhất là từ 6 cho đến 6 tuần đầu sau sinh. Và cái bệnh nhân mà sau sinh đó thì họ tử vong chủ yếu là do thuyên tắc phổi. Nguy cơ tổng thể được báo cáo bởi các cái dữ liệu ở châu Âu như là ở Anh là tỷ lệ hiện mắc là khoảng 1 đến 2 trên mỗi 1.000 phụ nữ có thai. Trong đó cái tỷ lệ tử vong tổng thể là khoảng 1%. Tỷ lệ tử vong do thuyên tắc phổi ở phụ nữ có thai là chiếm khoảng 3,5%. Thì đây là một cái báo cáo của Na Uy mà theo dõi 13 năm liền. Thì chúng ta thấy ở đây là cái tỷ lệ thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch ở người phụ nữ có thai nó tăng lên ở cả ba giai đoạn của thai kỳ, đúng không ạ? Và đặc biệt là tăng vọt ở ngay giai đoạn sau sinh. Đấy, cho đến tận 12 tuần sau sinh nó vẫn có thể tồn tại. Vì sao như vậy? Bởi chúng ta biết là tam giác huyết sâu, đúng không ạ? Nó có ba thành phần tăng đông, ứ trệ tuần hoàn và tổn thương nội mạc, thì nó lại đặc biệt cao ở phụ nữ có thai. Ví dụ như là tăng đông ở người phụ nữ khi bắt đầu có thai thì có những cùng với những cái biến đổi sinh lý là những cái biến đổi hormone tăng các cái yếu tố tiền đông máu, giảm các cái hoạt động đông máu như là giảm protein C, tăng hoạt động của kháng protein C hoạt hóa, giảm hoạt động tiêu sợi huyết bằng cách là tăng pi 1, pi 2 và giảm TPA. Ngoài ra nó còn liên quan đến các cái yếu tố cơ học, đó là gì? Là tĩnh mạch chậu bị chèn ép, như là hiện tượng cốc két chúng ta thấy đấy, là tĩnh mạch chậu trái, đúng không ạ, bị chèn ép bởi động mạch chậu, tử cung lớn chèn ép ở cái giai đoạn cuối của thai kỳ, giãn tĩnh mạch do thay đổi hormone và cái tình trạng gọi là hạn chế vận động ở người phụ nữ có thai. Cuối cùng là sự tổn thương nội mạc do cái sự chèn ép tĩnh mạch khi sinh, cũng như là cái sự tổn thương nội mạc liên quan đến quá trình phẫu thuật hay can thiệp khi sinh. Ở người phụ nữ có thai thì các cái yếu tố nguy cơ làm tăng cái nguy cơ bị thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch gồm 3 ý. Thứ nhất là những cái yếu tố nguy cơ nền, tuổi càng cao càng dễ bị béo phì, tiền sử cá nhân hoặc gia đình bị thuyên tắc huyết khối, có bệnh lý tăng đông trước đó hay là giãn tĩnh mạch nông. Các cái yếu tố nguy cơ liên quan đến sản khoa đó là nhiều lần mang thai, điều trị hormone, tiền sản giật hay là làm các cái phẫu thuật bắc son, hay là có chảy máu sau sinh mà trên 1 lít máu. Các yếu tố nguy cơ tạm thời xuất hiện ở trong quá trình mang thai như là mất nước này, nôn nhiều ở bệnh nhân nghén quá mức, hội chứng quá kích buồng trứng hay là nhiễm trùng hoặc bất động trong thời gian dài. Đấy là những cái yếu tố làm tăng vọt cái tỷ lệ thuyên tắc huyết khối ở người bệnh là sản phụ khoa. Nó nguy hiểm bởi vì đây là cái báo cáo từ báo cáo của Hiệp hội Sản khoa Anh Quốc từ năm 2009, thống kê từ năm 2009-2013 thì cho thấy thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch là nguyên nhân tử vong đứng hàng thứ ba. Nó gặp và nó để lại những cái di chứng nặng nề khi mà cái hội chứng hậu huyết khối gặp nhiều hơn so với những người mà không có thai. Chúng ta biết là cái hội chứng hậu huyết khối sau thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới cấp nó thể dao động là bao nhiêu ạ? Từ 20 đến 50% bệnh nhân sau khi bị thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch cấp tính. Như vậy ở người phụ nữ có thai nó còn cao hơn như thế. Và cái nguy cơ tái phát rất cao ở những lần có thai tiếp theo. Thì chúng ta nhớ là cái phần mà chúng tôi vừa nói về cái báo cáo trong 13 năm tại Na Uy đấy, thì người ta thấy rằng là cái tỷ lệ huyết khối, thuyên tắc huyết khối tái phát ở người phụ nữ có thai đã từng bị thuyên tắc huyết khối dao động từ 15 đến 25%. Tức là có khoảng 1/4 những người phụ nữ có thai bị thuyên tắc huyết khối là có tiền sử thuyên tắc huyết khối trước đó. Về chẩn đoán, thì trong quá trình mang thai, người phụ nữ có rất nhiều những cái biến đổi, chân sưng này, đúng không ạ?
đau này do ứ máu xuống huyết chân và rất là khó chịu do các cái thay đổi về hormone khác. Do vậy lâm sàng rất dễ bị nhầm lẫn. Tuy nhiên người ta thấy là cái đặc điểm về huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới ở người phụ nữ có thai là gì? Gặp chủ yếu ở tầng chậu đùi, tức là đoạn gần, mà càng gần thì càng nguy hiểm, càng gần thì lại càng dễ bị hậu huyết khối, đúng không ạ? Cái thứ hai nữa là có đến 90% là ở bên trái, trong khi ở người phụ nữ có thai tỷ lệ này là gần như phụ nữ không có thai tỷ lệ này gần như là không có sự khác biệt. Các cái thang điểm nguy cơ chúng ta vẫn dùng để đánh giá cái xác suất lâm sàng bị thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch nó không phù hợp với phụ nữ có thai, bởi vì như là cái thang điểm Well score chúng ta thấy không ạ? Các cái triệu chứng như là sưng, đau chân, phù, giãn tĩnh mạch nó xuất hiện ở người phụ nữ có thai bình thường mà. Có phải là vì những cái đấy mà người ta nghi ngờ là thuyên tắc bị huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới đâu? Siêu âm duplex với nghiệm pháp ấn nó là lựa chọn đầu tiên. Tuy nhiên cái giá trị của nó lại giảm đi nếu như cái huyết khối đó nó lại không phải ở dưới chân mà nó lại nằm ở tầng chậu, nhất là có cái sự chèn ép của thai nhi. Vấn đề là chọn các cái thăm dò cận lâm sàng khác như VQ scan, chụp cắt lớp vi tính đa dãy hay là chụp cộng hưởng từ mạch máu là cần phải cân nhắc với từng trường hợp cụ thể. Thế sau đây là chúng tôi trình bày một số các cái quy tắc lâm sàng và một số các cái tiêu chuẩn chẩn đoán, các cái lược đồ chẩn đoán để giúp cho các quý đồng nghiệp có thể chẩn đoán được dễ dàng hơn. Thực ra ấy, đối với chúng tôi thì ở cái tuyến cuối, tức là chúng tôi đã nhận được các cái những cái trường hợp mà đã được chẩn đoán hết rồi. Nhưng như vậy thì là quá trễ, đúng không ạ? Cái câu hỏi đặt ra là với một người phụ nữ mang thai mà có triệu chứng nghi ngờ là thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch, vậy họ có đúng là bị thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch hay không? Chúng ta làm cách nào để chúng ta có thể chẩn đoán được chính xác? Chúng ta không phí công chúng ta làm thêm những thăm dò cận lâm sàng mà có thể nguy hiểm cho mẹ cho con, ví dụ như là chụp cắt lớp vi tính đa dãy với cái nguy cơ phơi nhiễm TX. Vậy thì có một số các cái quy tắc lâm sàng sau, các tác giả Canada đã đưa ra cái quy tắc dự đoán lâm sàng là lấy tên là LEF, được dựa trên cái cơ sở lý luận là chúng ta thấy là 90% huyết khối tĩnh mạch trong thai kỳ là ở bên trái. Vì vậy, người ta đưa ra ba cái biến cố khách quan có tính dự báo cao về thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch, đó là gì? Các triệu chứng ở bên chân trái, chênh lệch chu vi bắp chân trên 2 cm trở lên, mà chúng ta biết là từ 2 cm trở lên thì chúng ta đánh giá được bằng mắt thường, đúng không ạ? Cái thứ ba là các triệu chứng xuất hiện ở trong quý đầu của thai kỳ, ví dụ phù, sưng, đau chân xuất hiện ở quý đầu của thai kỳ. Và người ta thấy rằng là nếu như bệnh nhân mà không có bất kỳ các cái triệu chứng nào của cái tiêu chuẩn LEF này thì cái khả năng, tức là cái giá trị gọi là cái khả năng mà bệnh nhân không có thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch, không có huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới là cao. Mặc dù vậy thì các tác giả cũng yêu cầu là không sử dụng cái quy tắc này như là một cái thăm dò độc lập, tức là đơn độc để loại trừ thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch, và vẫn cần phải có các cái nghiên cứu lớn hơn trước khi áp dụng một cách thường xuyên ở trên lâm sàng. Đấy là lý do vì sao mà cái quy tắc LEF này được báo cáo từ cách đây khoảng 3-4 năm, nhưng đến bây giờ thì chúng ta vẫn thấy là gì? Cái việc áp dụng chúng ta vẫn phải phối hợp với các cái nguyên tắc khác và không nhiều đồng nghiệp của chúng ta biết cái quy tắc này. Thế thì đây là cái lược đồ về quy trình chẩn đoán ở người phụ nữ có thai có các triệu chứng ở chi dưới nghi ngờ bị huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới. Thứ nhất là chúng ta làm siêu âm. Đấy là cái thăm dò hết sức là đơn giản, đúng không ạ? Phối hợp với nghiệm pháp ấn và nghiệm pháp Van Sava. Tại sao làm nghiệm pháp Van Sava? Bởi đấy là cái dấu hiệu gián tiếp để giúp cho chúng ta gợi ý về cái huyết khối ở tầng gần mà chúng ta không nhìn thấy ở tầng gần, với các bác sĩ mà chúng ta ít kinh nghiệm để mà chẩn đoán huyết khối, hoặc với những trường hợp mà cái thai quá to nó chèn ép làm cho khó khăn khi mà chúng ta quan sát huyết khối. Vậy thì nếu siêu âm nhìn thấy có huyết khối, quá đơn giản, chúng ta điều trị thôi, đúng không ạ? Trong trường hợp mà siêu âm bình thường nhưng chúng ta vẫn nghi ngờ là có thể có huyết khối ở tầng chậu, khi đó thì chúng ta sẽ tiến hành các cái thăm dò cận lâm sàng khác như là cộng hưởng từ hay là chụp cắt lớp vi tính dựng hình tĩnh mạch. Trong trường hợp mà chúng ta phát hiện được huyết khối bằng các phương pháp hình ảnh này thì chúng ta điều trị. Trong trường hợp mà chúng ta không kết luận được, khó xác định, thì chúng ta sẽ nhắc lại cái siêu âm. Chúng ta không làm lại các thăm dò hình ảnh mà chúng ta chỉ làm lại cái siêu âm với nghiệm pháp ấn sau 3 đến 7 ngày. Trong trường hợp mà siêu âm không kết luận được thì chúng ta sẽ làm dedimer với độ nhạy cao sau 3 đến 7 ngày. Nếu dedimer dương tính, chúng ta sẽ làm lại siêu âm. Nếu trong trường hợp dedimer âm tính thì giúp chúng ta loại trừ thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch. Trong trường hợp mà siêu âm bình thường, chúng ta không thấy có huyết khối nhưng chúng ta nghi ngờ bệnh nhân có triệu chứng của thuyên tắc phổi, khi đó thì chúng ta sẽ áp dụng hoặc là một cái tiêu chuẩn gọi là tiêu chuẩn Yeer,
hay là cái thang điểm Geneva cải tiến chúng ta có thể tham khảo ở trong khuyến cáo của hội tim mạch. Và nếu như hai cái tiêu chuẩn này mà âm tính thì chúng ta quay trở lại chúng ta làm dedimer. Nếu như trong trường hợp mà dương tính thì lúc đó chúng ta xác định là bệnh nhân gì ạ? Chúng ta sẽ điều trị nội khoa với người bệnh. Thế còn với triệu chứng nghi ngờ là có thuyên tắc phổi ở người phụ nữ mang thai thì sao? Chúng ta dựa vào tiêu chuẩn như tôi vừa trình bày ở trên lâm sàng, nó có 3 ý. Thứ nhất là có triệu chứng của huyết khối tĩnh mạch sâu hay không? Thứ hai là có ho ra máu hay không? Và thứ ba là chúng ta có nghĩ nhiều đến là thuyên tắc phổi là nguyên nhân gây ra các triệu chứng đó hay không? Nếu có thì chúng ta phối hợp với nó là chúng ta làm dedimer, bởi vì chúng ta biết là dedimer độc lập, đơn độc không được sử dụng để giúp chúng ta chẩn đoán thuyên tắc huyết khối ở người phụ nữ có thai, đúng không ạ? Nếu như chúng ta làm siêu âm mà có huyết khối thì chúng ta sẽ điều trị rất đơn giản. Nếu như chúng ta làm siêu âm mà không có huyết khối thì chúng ta sẽ tiến hành các bước tiếp theo. Tuy nhiên trong quá trình chúng ta làm các thăm dò này, chúng ta đã bắt đầu phải khởi trị chống đông rồi. Nghĩa là chúng ta phải khởi trị chống đông một khi chúng ta đã nghi ngờ trong quá trình chúng ta làm chẩn đoán cho người phụ nữ có thai, trừ khi có chống chỉ định với thuốc chống đông. Xin lưu ý các quý đồng nghiệp là như vậy. Nếu như thang điểm year không có tiêu chuẩn nào đáp ứng và dedimer thấp, xin mời chúng ta loại trừ và chúng ta ngắt chống đông đi. Nếu như thang điểm year này bằng 0 nhưng dedimer tăng trên 1000, trên 1000 nanogram trên mililit thì chúng ta phải đi đến bước tiếp theo, chúng ta phải dựa vào hình ảnh để chúng ta chẩn đoán thuyên tắc phổi. Nếu có thì chúng ta sẽ tiếp tục duy trì chống đông, còn nếu không thì chúng ta ngừng chống đông. Trong trường hợp thang điểm year có ít nhất là một trong ba triệu chứng này và dedimer thấp, khi đó chúng ta làm gì? Khi đó chúng ta loại trừ và chúng ta ngừng chống đông. Nhưng thang điểm year này cao và dedimer tăng trên 500, từ 500 trở lên thì chúng ta sẽ gì ạ? Chúng ta sẽ điều trị. Chúng ta sẽ chụp cắt lớp và chúng ta điều trị. Nếu như mà chụp cắt lớp nhìn thấy huyết khối. Đó là các cái quá trình, các cái quy trình để chúng ta chẩn đoán. Thế cái tiêu chuẩn year set phối hợp với dedimer đã được các tác giả được các tác giả tại Hà Lan nghiên cứu, và người ta cho thấy rằng là nếu áp dụng cái chia tiêu chuẩn này, nếu áp dụng tiêu chuẩn này thì nó làm giảm được 65% cái tỷ lệ bệnh nhân phải làm chụp cắt lớp vi tính đa dãy ở cái quý đầu của thai kỳ một cách là không cần thiết, 46% bệnh nhân ở quý 2 và 32% bệnh nhân ở quý 3 mà phải làm các cái thăm dò cận lâm sàng, phải chụp cắt lớp vi tính đa dãy một cách không cần thiết. Thế tại sao nó lại có xu hướng giảm như vậy? Bởi vì xu hướng của dedimer là nó tăng dần trong quá trình của thai trong thai kỳ. Thế đây là một cái trong những cái tiêu chuẩn hết sức quan trọng để giúp chúng ta giảm bớt cái việc chỉ định một cách không cần thiết các cái thăm dò chẩn đoán hình ảnh mà có khả năng ảnh hưởng đến người bệnh. Đây là cái hình ảnh siêu âm. Hình ảnh siêu âm này thì rõ người phụ nữ có thai và có huyết khối ở tầng chậu. Thế giá trị của siêu âm và đặc biệt là siêu âm lặp lại sau 3 ngày, 3 đến 7 ngày thì sao? Nó có cái giá trị dự báo âm tính rất cao. Chúng ta thấy là gì? Đây là một cái báo cáo của các tác giả ở Canada. Tỷ lệ thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch được phát hiện qua theo dõi tương đối thấp, 0,49% và siêu âm Doppler tĩnh mạch sau 3 đến 7 ngày có độ nhạy 94% và giá trị dự báo âm tính lên đến 99%, gần 100%. Và như vậy, nếu như chúng ta sau 3 đến 7 ngày mà chúng ta làm siêu âm lặp lại không có huyết khối tĩnh mạch thì kể cả người bệnh mà có các cái triệu chứng chúng ta nghi ngờ là huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới, khả năng cao là bệnh nhân cũng không có huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới. Nói như vậy để chúng ta khỏi phải làm thêm các thăm dò cận lâm sàng không cần thiết và khỏi phải điều trị các cái thuốc chống đông trong một cái quãng thời gian quá dài ở thời kỳ có thai một cách cũng không cần thiết. Vậy thì đối với phụ nữ có thai chúng ta dùng được các thuốc chống đông gì? Liệt kê lại các thuốc chống đông thì chúng ta thấy là chỉ có hai thuốc chống đông nên được dùng ở trong giai đoạn có thai thôi, bởi vì chúng làm sao ạ? Chúng không qua hàng rào giao thai và như vậy an toàn đối với thai nhi. Đó là heparin trọng lượng phân tử thấp, và heparin trọng lượng phân tử thấp còn được khuyến cáo lựa chọn hơn là heparin thường vì cái nguy cơ thấp bị hít, nguy cơ thấp giảm mật độ xương. Còn nếu không, trong trường hợp mà chúng ta phải phẫu thuật can thiệp vân vân thì chúng ta sẽ chọn heparin thường. Kháng vitamin K và NOAC là không được lựa chọn. Thế thì kháng vitamin K trong một số trường hợp
nó cũng không qua hàng nó qua hàng rào lao thai và có thể gây ra các dị tật thai nhi, đặc biệt là trong 3 tháng đầu của thai kỳ. Tuy nhiên, trong trường hợp mà chọn lọc trên cơ sở là chúng ta phải có sự đồng thuận với bệnh nhân và gia đình, thì ở 3 tháng giữa của thai kỳ chúng ta có thể sử dụng kháng vitamin K để phải đạt liều điều trị, để điều trị thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch ở cái giai đoạn sau. Thế còn NUAC không có bằng chứng để chúng ta thấy là an toàn với phụ nữ có thai. Tính an toàn của heparin trọng lượng phân tử thấp đã được báo cáo bằng các cái nghiên cứu đa phân tích tổng hợp trong vòng khoảng hơn 30 năm từ năm 1970, thì cho thấy là gì? Trong suốt thời gian hơn 30 năm đó, việc sử dụng heparin trọng lượng phân tử thấp ở người phụ nữ có thai thì chúng ta thấy là các cái biến cố, từ các cái biến cố tắc mạch cho đến các cái biến cố chảy máu hay là biến cố giảm tiểu cầu đều vô cùng thấp ở bệnh nhân dùng heparin trọng lượng phân tử thấp mà có thai. Như vậy chúng ta hoàn toàn có thể tin cậy về độ an toàn của heparin trọng lượng phân tử thấp, đúng không ạ? Vậy thì đối với người phụ nữ có thai mà bị thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch, chúng ta dùng gì? Thứ nhất, heparin trọng lượng phân tử thấp có thể chọn hai phác đồ. Có thể chọn hai phác đồ với cân nặng. Nó rất hay ở chỗ là với cái vì cái gọi là cái tính ổn định. Tính ổn định của heparin trọng lượng phân tử thấp theo cân nặng, nên là chúng ta có thể sử dụng theo cân nặng của người bệnh với phác đồ là một mũi một ngày hoặc là hai mũi một ngày và không cần theo dõi thường quy cái hiệu quả điều trị của thuốc. Ít nhất là chúng ta không nên dùng kháng vitamin K trong 3 tháng đầu. Lưu ý là trong giai đoạn sau chúng ta có thể dùng được kháng vitamin K, tuy nhiên phải hết sức thận trọng bởi cái nguy cơ qua hàng rào giao thai và có thể gây chảy máu ở thai nhi, đặc biệt là xuất hiện nội sọ. Đối với những bệnh nhân mà phụ nữ có thai bị thuyên tắc phổi diện rộng và có rối loạn huyết động thì sao? Chúng ta bắt buộc phải tái tế máu, bởi vì theo đúng khuyến cáo với những bệnh nhân gì ạ? Thuyên tắc phổi diện rộng, có rối loạn huyết động, tái tế máu là phương pháp tối ưu được khuyến cáo ở cấp độ 1 để điều trị cho người bệnh. Vậy thì với người phụ nữ có thai có gì đặc biệt? Thì đây là các cái báo cáo tổng hợp về số lượng những phụ nữ có thai thuyên tắc phổi cấp có chỉ định dùng tiêu sợi huyết hoặc các biện pháp khác tái tế máu trong suốt cái thời gian vừa rồi. Thì chúng ta thấy ở đây là mặc dù số lượng bệnh nhân thì rất lớn, nhưng số lượng bệnh nhân là phụ nữ có thai thì tương đối ít. Ví dụ như bệnh nhân tiêu sợi huyết phối hợp với các cái biện pháp khác chỉ là 83 bệnh nhân, tiêu sợi huyết đơn thuần 74 bệnh nhân, phẫu thuật lấy huyết khối 36 bệnh nhân và hút huyết khối cơ học là 7 bệnh nhân. Thì chúng ta thấy là cái tỷ lệ tử vong của người mẹ nó cũng không thể lơ là, đúng không ạ? Tỷ lệ tử vong con đặc biệt cao ở cái nhóm mà phẫu thuật lấy huyết khối, và tỷ lệ chảy máu cũng hết sức là gì ạ? Cũng có ý nghĩa đấy, cao hơn đối với người phụ nữ mà không có thai. Tuy nhiên chúng ta phải cân nhắc giữa gì ạ? Lợi ích, tức là tử vong với nguy cơ, để chúng ta cân nhắc xem là chúng ta lựa chọn phương án gì và điều trị như thế nào. Thì chúng tôi xin trình bày ngay ở phần sau. Một cái báo cáo tổng hợp khác, ở trên 183 bệnh nhân được điều trị tiêu sợi huyết toàn thân, 19 bệnh nhân được tiêu sợi huyết qua đường ống thông và 13 bệnh nhân được hút huyết khối cơ học thuần túy, thì người ta thấy ở đây là gì? Cái tỷ lệ biến chứng mẹ lại tương đối thấp, dưới 5%, tỷ lệ biến chứng con còn thấp hơn, dưới 2%. Và đặc biệt cái nhóm hút huyết khối cơ học, mặc dù là số lượng rất ít nhưng mà không có biến chứng ở người mẹ và cũng không có biến chứng ở con. Đó là những thông tin để chúng ta, các quý đồng nghiệp, chúng ta lưu ý để với mỗi một cái cơ sở điều trị của mình thì chúng ta sẽ có thể, với cái khả năng tiếp cận của cơ sở mình thì chúng ta sẽ lựa chọn những cái phương pháp sao cho phù hợp nhất. Lưới lọc tĩnh mạch chủ dưới ở phụ nữ có thai thì sao? Nhìn chung là nó cũng tuân theo cái đúng cái chỉ định chung của lưới lọc tĩnh mạch chủ dưới. Và chúng ta thực ra là chúng ta phải có ý kiến của chuyên gia khi chúng ta định đặt lưới lọc tĩnh mạch chủ dưới cho bất kỳ một trường hợp nào bị huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới, với mục tiêu là ngăn ngừa thuyên tắc phổi. Thế đây là một cái báo cáo tổng hợp từ 44 cái báo cáo lâm sàng từ các ca bệnh ở 124 bệnh nhân đặt lưới lọc tĩnh mạch chủ dưới, thì thấy là gì? Tỷ lệ biến chứng là rất thấp, dưới 10%. Tức là lưới lọc tĩnh mạch chủ dưới khá là an toàn ở phụ nữ có thai. Thì cái chỉ định đặt lưới lọc tĩnh mạch chủ dưới ở người phụ nữ có thai cũng giống như là các chỉ định chung, đó là gì? Chúng ta chỉ đặt lưới lọc tĩnh mạch chủ dưới với những người phụ nữ bị huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới có thai mà chống chỉ định với thuốc chống đông. Hai là gì? Huyết khối tiếp tục tiến triển mặc dù đã được điều trị chống đông tối ưu.
Đó là cái chỉ định chính. Tuy nhiên với phụ nữ có thai thì có thêm một chỉ định nữa để chúng ta cân nhắc, đó là cái huyết khối mà xuất hiện vào khoảng tuần thứ 1, thứ 2 trước cái ngày dự kiến sinh. Và như vậy thì chúng ta thấy là cái gánh nặng huyết khối tương đối lớn. Và như thế thì việc mà chúng ta dùng chống đông có thể có nguy cơ làm tăng chảy máu. Vì vậy nên là người ta chấp nhận là trong trường hợp cụ thể như vậy, chúng ta sẽ lựa chọn để chúng ta cân nhắc đặt lưới lọc tĩnh mạch chủ dưới loại tạm thời trong cái thời gian này. Và sau đó thì chúng ta sẽ rút bỏ khi bệnh nhân đã ổn định. Đây là cái lược đồ để xử trí thuyên tắc phổi cấp ở người phụ nữ có thai khi đã được chẩn đoán xác định. Ở đây là khi đã được chẩn đoán xác định. Thứ nhất là chúng ta phải đánh giá nguy cơ về tình trạng huyết động mẹ, xem có rối loạn huyết động hay không, tình trạng con như thế nào, chức năng thất phải, có suy sụp thất phải hay không, men tim có tăng hay không, để chúng ta phân loại bệnh nhân thuộc nhóm nguy cơ cao, trung bình hay là thấp. Nếu bệnh nhân nguy cơ cao, hồi sức tuần hoàn, hồi sức hô hấp, heparin chuyển ngay bơm tiêm điện, theo dõi sát tình trạng mẹ và con, và chúng ta có thể phải khởi trị. Với bệnh nhân mà có thai thì chúng ta tiêu sợi huyết toàn thân, có thể cân nhắc với từng trường hợp cụ thể để phẫu thuật can thiệp lấy huyết khối hoặc là tiêu sợi huyết tại chỗ, ECMO nếu cần. Nếu như nó xảy ra ở giai đoạn cận sinh hoặc là rất sớm sau khi sinh, nguy cơ chảy máu cao thì chúng ta sẽ phải can thiệp bằng ECMO, can thiệp phẫu thuật lấy huyết khối hoặc tiêu sợi huyết tại chỗ. Còn nếu không thì chúng ta bắt buộc phải tiêu sợi huyết nhưng phải dự phòng các cái phương án, các cái nguy cơ để xử lý chảy máu nếu có thể xảy ra. Nếu như nó xuất hiện sau sinh và muộn thì chúng ta cũng ưu tiên tiêu sợi huyết toàn thân, can thiệp phẫu thuật lấy huyết khối hoặc tiêu sợi huyết tại chỗ trong một số trường hợp. Nếu như bệnh nhân có nguy cơ trung bình thì chúng ta khởi trị ngay heparin truyền bơm tiêm điện, theo dõi sát tình trạng huyết động của mẹ trong đơn vị theo dõi điều trị tích cực. Và nếu như bệnh nhân có rối loạn huyết động thì chúng ta chuyển ngay sang nhóm nguy cơ cao để chúng ta xử trí. Còn với bệnh nhân mà có nguy cơ thấp thì chúng ta điều trị bằng heparin trọng lượng phân tử thấp hết sức đỡ lớn hơn giảm, đúng không ạ? Cuối cùng, đây là cái khuyến cáo của Hội Tim mạch Việt Nam về sử dụng các cái biện pháp để điều trị thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch ở người phụ nữ có thai. Cuối cùng, ở giai đoạn mà sau sinh và cho con bú thì các thuốc chống đông nào được coi là an toàn? Heparin trọng lượng phân tử thấp được coi là an toàn, heparin thường được coi là an toàn, và kháng vitamin K loại không ưa mỡ như là warfarin hay là acenocumarone được coi là an toàn không qua sữa mẹ. Và đây chính là các cái biện pháp sẽ được sử dụng tiếp theo cho người phụ nữ mà vẫn còn chỉ định sử dụng thuốc chống đông ở giai đoạn sau sinh. Còn với NOAC thì sao? Mặc dù đã có những cái báo cáo cho thấy là gì, cái mức độ bài tiết của NOAC tương đối thấp vào sữa mẹ, tuy nhiên là kinh nghiệm trên người còn hết sức hạn chế, và vì vậy người ta không khuyến cáo sử dụng NOAC đối với phụ nữ sau sinh trừ khi người đó không cho con bú nữa. Như vậy, vấn đề điều trị chống đông sau sinh như thế nào? Trước sinh 24 giờ thì thường là chúng ta sẽ ngừng mũi tiêm Lovenox cuối cùng. Để làm gì? Để tránh cái nguy cơ chảy máu chu sản, đúng không ạ? Sau sinh từ 12 đến 24 giờ thì chúng ta sẽ dùng lại enoxaparin liều điều trị và có thể chuyển sang kháng vitamin K, nhưng tốt nhất là nên đợi ít nhất là từ 3 đến 5 ngày trước khi chúng ta chuyển sang kháng vitamin K. Để chúng ta làm gì? Để chúng ta ổn định cái tình trạng chảy máu cho người bệnh. Đối với trẻ bú mẹ mà đang dùng kháng vitamin K thì chúng ta cân nhắc để chúng ta tham khảo ý kiến của chuyên gia nhi, chúng ta bổ sung vitamin K cho trẻ, và thời gian điều trị chống đông ít nhất là phải 6 tuần. Có thể phải kéo dài hơn với những trường hợp mà cái yếu tố thúc đẩy nó dai dẳng. Để kết luận lại, chúng tôi xin có mấy ý như sau. Thứ nhất, nguy cơ thuyên tắc huyết khối ở người phụ nữ có thai rõ ràng cao hơn hẳn phụ nữ ở ngoài giai đoạn thai nghén, đem lại nguy cơ cho cả mẹ và con. Chẩn đoán thuyên tắc huyết khối ở người phụ nữ có thai khó khăn hơn và yêu cầu chúng ta phải vận dụng một cách hợp lý các tiêu chuẩn lâm sàng cũng như là các thăm dò cận lâm sàng. Và cuối cùng, điều trị thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch ở người phụ nữ có thai và giai đoạn sau sinh phải đảm bảo được hiệu quả với mẹ, an toàn cho cả mẹ và con. Chúng ta sẽ phải lựa chọn các biện pháp tái tưới máu cũng như là các biện pháp phòng đông phù hợp cho người bệnh. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn phần trình bày của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Tuấn Hải. Đây là một cái phần trình bày chúng ta thấy rằng hết sức cơ bản nhưng vô cùng cập nhật. Nó sẽ giúp cho các nhà lâm sàng chúng ta trong thực hành lâm sàng sẽ có những cái kiến thức, có những cập nhật mới để chẩn đoán và điều trị cho phụ nữ có thai có thuyên tắc tĩnh mạch. Tôi cho rằng đây là một phần trình bày hết sức là có ý nghĩa cho chúng ta thực hành lâm sàng. Phần tiếp theo, xin trân trọng giới thiệu và kính mời tiến sĩ bác sĩ Vũ Quỳnh Nga, Bệnh viện Tim Hà Nội sẽ trình bày nội dung những điểm mới trong xử trí bệnh cơ tim chu sản. Xin trân trọng kính mời. Vâng, xin cảm ơn chủ tọa đoàn, cảm ơn các quý đồng nghiệp đã có mặt ở đây vào lúc 12 giờ
Để không mất thời gian của quý vị thì chúng tôi xin bắt đầu luôn cái bài trình bày những điểm mới trong điều trị bệnh lý cơ tim chu sản. Thực ra thì bệnh lý cơ tim chu sản là cái bệnh lý không thường gặp, và vì vậy thì các hướng dẫn điều trị phần lớn là dựa trên những cái đồng thuận của các chuyên gia cũng như là ngoại suy từ các nghiên cứu khác, ví dụ như là nghiên cứu về suy tim mà chúng ta có rất là nhiều. Theo định nghĩa của Hội Tim Mạch Hoa ở châu Âu năm 2019 thì thấy là suy bệnh cơ tim chu sản khi mà chẩn đoán bệnh cơ tim chu sản khi mà sau đẻ xuất hiện vào những cái tháng cuối, thường là tháng cuối cùng của thời kỳ thai nghén cũng như là trong những tháng sau khi đẻ. Trước kia thì người ta nói là khoảng 5 tháng sau khi đẻ, nhưng bây giờ thì nó là thường trong những cái tháng đầu tiên, và cái tỷ lệ gặp cao nhất là trong tháng đầu tiên sau khi đẻ. Bệnh nhân có suy tim do suy giảm chức năng tâm thu thất trái với phân suất tống máu dưới 45%, và chúng ta không tìm thấy một cái nguyên nhân nào có thể dẫn đến suy tim thứ phát, ví dụ như là bệnh lý van tim, bệnh lý tim bẩm sinh, vân vân. Các yếu tố nguy cơ của bệnh lý cơ tim chu sản sẽ là gì? Người phi châu thì ở Việt Nam chúng ta ít gặp, tuy nhiên các yếu tố khác thì hoàn toàn chúng ta có thể gặp ở đây. Ví dụ như bệnh nhân sinh đa thai, hoặc là bệnh nhân đã sinh nhiều lần, bệnh nhân có hút thuốc lá, tiểu đường, hoặc là tiền sản giật, hoặc bệnh nhân có suy dinh dưỡng, mẹ ở tuổi có thai ở tuổi cao, hoặc là có thai ở tuổi rất là trẻ. Thì đây là cái lược đồ để chẩn đoán bệnh cơ lý cơ tim chu sản, cũng dựa vào những cái xét nghiệm mà chúng ta vẫn thường làm khi mà chẩn đoán suy tim trên lâm sàng, ví dụ như là điện tim, siêu âm tim, cũng như là các peptide lợi niệu. Và chúng ta sẽ dựa trên cái tiêu chuẩn chính là phân suất tống máu dưới 45%, và chúng ta không tìm thấy các nguyên nhân nào khác của suy tim thì chúng ta sẽ chẩn đoán là bệnh nhân có bệnh lý cơ tim chu sản, và thường gặp nhất trong cái thời kỳ là gì, một tháng trước khi đẻ cũng như là những cái tháng đầu tiên sau khi đẻ, và nhiều nhất là trong tháng đầu tiên ngay sau khi đẻ. Về cơ chế sinh lý bệnh của bệnh lý cơ tim chu sản thì người ta sẽ nói nhiều đến cái cơ chế người ta gọi là two-hit hypothesis, tức là gồm có hai cái như ở hai cú đấm. Đầu tiên nó người ta nói nhiều đến cái nguyên nhân là do bệnh lý về mạch máu, và sẽ có trên nền cái người bệnh có thể có những tổn thương về cấp tính hoặc là mãn tính, ví dụ như là có viêm cơ tim do virus này, có yếu tố về gen này, có các yếu tố về dinh dưỡng hoặc là yếu tố tự miễn. Và trên nền những cái yếu tố này thì có cái hiện tượng thay đổi về hormone thể dịch ở thời kỳ cuối thời kỳ có thai cũng như là ngay sau thời kỳ thai nghén, và đặc biệt là có sự tăng tiết của prolactin. Người ta nói nhiều đến cái vai trò của prolactin trong bệnh lý ở bệnh cơ tim chu sản, do có thể có những cái nghiên cứu ở trên chuột cho thấy rằng là prolactin sẽ bị phân hủy bởi nó bị tách ra và thành prolactin có 14 kilodalton, và chính cái loại prolactin này nó sẽ gây nên những cái rối loạn về chức năng nội mô tế bào, gây chết theo chu kỳ của tế bào nội mô cũng như của tế bào cơ tim, và gây nên cái biểu hiện của giảm chức năng cơ tim trên lâm sàng, và gây nên cái bệnh cảnh gọi là bệnh cơ tim chu sản. Để tiếp cận điều trị thì đây là cái tiếp cận điều trị về suy tim chung cho những bệnh nhân mà có suy tim trong thời kỳ có thai nghén. Chúng ta sẽ cố gắng là để cho có thể trưởng thành của phổi của thai bào thai trong từ tuần thứ 23 đến tuần thứ 5, cộng trừ tuần thứ 5, và có thể sẽ đánh giá xem là cái tình trạng của thai nhi còn sống hay là đã chết, tình trạng của mẹ có mong muốn là vẫn có thể tiếp tục có thai, hay là cái tình trạng suy tim của mẹ nặng hay là vừa, để chúng ta quyết định rằng là sẽ cho sinh sớm hay là tiếp tục thời kỳ mang thai. Và cái việc tiếp cận điều trị ở bệnh nhân này thì sẽ cần có phải sự hội chẩn giữa bác sĩ tim mạch cũng như là bác sĩ sản khoa, bác sĩ hồi sức. Nó tùy theo là bệnh nhân xuất hiện bệnh lý cơ tim chu sản trước sinh hay là sau sinh. Thì cái trước sinh thì vai trò của bác sĩ sản khoa rất nhiều, còn sau sinh thì đó là vai trò của bác sĩ tim mạch và bác sĩ hồi sức nếu như cần. Và với bệnh lý cơ tim chu sản thì nó là một cái giải bệnh lý xuất hiện ở trên lâm sàng. Nó có nhiều nhóm biểu hiện khác nhau, có thể là mức độ nhẹ, mức độ vừa hoặc mức độ nặng. Và trên lâm sàng thì chúng ta sẽ chia ra các nhóm bệnh nhân này để chúng ta có thể tiếp cận, có được cái phương hướng xử trí một cách phù hợp. Ví dụ như ở đây là mức độ nhẹ, mức độ vừa. Thì mức độ nhẹ khi mà có các biểu hiện như là ứ huyết ở phổi nhẹ thôi này, peptide lợi niệu tăng nhẹ thôi, phân suất tống máu vẫn còn khoảng nhẹ, giảm nhẹ thôi, 30-45%. Có mức độ vừa thì chúng ta sẽ có những cái dấu hiệu nặng nề hơn của ứ huyết trên phổi, hoặc là tăng peptide lợi niệu mức độ vừa, hoặc phân suất tống máu nó giảm nhiều hơn 20-35%. Còn mà mức độ nặng là khi bệnh nhân có biểu hiện có sốc tim trên lâm sàng, tụt huyết áp, có thậm chí ứ huyết phổi, hoặc thậm chí là phù phổi, có thể có tràn dịch màng phổi, peptide lợi niệu tăng rất là cao và phân suất tống máu giảm rất nhiều, và thậm chí có thể có thể giảm thêm cái phân suất tống máu của thất phải.
Khi đó thì chúng ta sẽ tùy theo cái mức độ nặng nhẹ của biểu hiện lâm sàng của bệnh cơ tim chu sản thì chúng ta sẽ có thể, ví dụ như bệnh nhân mức độ nhẹ thì chúng ta chỉ có thể là nằm điều trị tại trong bệnh phòng và chúng ta sẽ sử dụng những cái thuốc điều trị suy tim đường uống, có thể dùng thêm thuốc lợi tiểu nếu như bệnh nhân có quá tải thể dịch hoặc là xem xét sử dụng bromocriptine. Còn với những bệnh nhân mức độ vừa thì chúng ta sẽ phải tăng cái mức độ xử trí lên, ví dụ như là sẽ dùng thêm những cái thuốc mà giãn mạch hoặc là trợ tim hoặc là giãn mạch, hoặc là sử dụng thêm liệu pháp oxy và sử dụng thêm những cái bromocriptine với cái liệu trình điều trị cao dài hơn. Còn với những bệnh nhân mà có sốc tim thì bệnh nhân đương nhiên là phải nằm ở trong khu vực điều trị chăm sóc tích cực của tim mạch, có thể dùng lợi tiểu, dùng các thuốc trận mơ tim vận mạch hoặc là phải phối hợp dùng những cái biện pháp mà hỗ trợ về cơ học như là cho thở máy này hoặc là cho sử dụng ECMO. Thì ở đây chúng ta thấy là cái điều trị cơ bản vẫn là điều trị thuốc. Tuy nhiên rằng là các thuốc điều trị tương tự như là các thuốc trong điều trị suy tim thì chúng ta sẽ phải cần cân nhắc hơn ở cái nhóm bệnh nhân chu sản như thế này. Và chúng ta sẽ phải đánh giá xem bệnh nhân đó là trước khi sinh hay là sau khi sinh để chúng ta có thể lựa chọn thuốc một cách phù hợp. Với bệnh nhân trước sinh thì đây là những cái nhóm thuốc mà có thể sử dụng được ở những bệnh nhân trước sinh hoặc bệnh nhân sau sinh. Đó là lợi tiểu quai này, chẹn beta và ưu tiên là sử dụng metoprolol, hydralazine nitrat và digoxin là những nhóm thuốc mà chúng ta có thể sử dụng ở những bệnh nhân có suy tim ở giai đoạn cuối của thai kỳ hoặc là sau khi bệnh nhân đã đẻ thai rồi. Còn các nhóm thuốc mà chúng ta cần phải sử dụng rất là thận trọng hoặc thậm chí là chống chỉ định đó là thuốc ức chế men chuyển hoặc ức chế thụ thể, kháng aldosterone, nhóm sacubitril và valsartan nhóm acne đó, và ivabradine thì là chống chỉ định ở bệnh nhân mà trước khi sinh nở. Còn sau khi sinh trong lúc quá trình mang thai thì chúng ta có thể sử dụng được enalaprin hoặc captopril hoặc là spironolactone. Còn với sacubitril valsartan hoặc là ivabradine thì chúng ta chưa có một cái thông tin nào, đặc biệt là hai nhóm thuốc này thì có thể xuất hiện được trong sữa. Và như lúc nãy thì chúng ta thấy rằng là trong bài trình bày của tiến sĩ Tân cũng như là tiến sĩ Hải thì chúng ta thấy rằng là cái việc mà sử dụng hai nhóm thuốc này thì chưa được khuyến cáo ở những bệnh nhân đang cho con bú. Với điều trị chống đông thì trong bài trình bày của thạc sĩ Hải đã trình bày rất là rõ ràng rồi, tôi chỉ nhấn mạnh ở đây thôi rằng là cái việc điều trị chống đông này thì được khuyến cáo khi mà có phân suất tống máu dưới 30% trong những cái tháng cuối cùng của thai kỳ cũng như là dùng đến 8 tháng sau khi bệnh nhân đẻ, bởi vì là đấy là những cái giai đoạn mà có hiện tượng tăng đông rất là lớn, nó bù trừ, tức là nó là cái phản ứng bù trừ feedback lại với cái hiện tượng là gì, có nguy cơ chảy máu sau khi đẻ thôi, nhưng mà chúng ta sẽ phải dùng thuốc chống đông bởi vì là những bệnh nhân mà suy tim phân suất tống máu giảm như thế này thì cái nguy cơ mà hình thành cục máu đông rất là lớn. Và các thuốc chống đông đường uống mới thì được sử dụng rất nhiều, khuyến cáo rất nhiều, nhưng với nhóm bệnh nhân này thì chưa có một cái bằng chứng nghiên cứu và vì vậy thì chúng ta nên tránh sử dụng. Chúng ta chỉ có thể sử dụng thuốc heparin phân tử lượng thấp với cả nhóm bệnh nhân trước có thai cũng như là sau khi bệnh nhân đã sinh rồi. Còn warfarin thì nên tránh trước khi bệnh nhân có thai và chỉ dùng sau khi bệnh nhân đã sinh thôi. Mà có thể dùng an toàn ở nhóm bệnh nhân cho con bú. Bromocriptine là cái nhóm thuốc được nói đến rất nhiều trong thời gian gần đây, gần như là một bước đột phá trong điều trị. Vậy thì cơ chế của nó là gì? Như lúc nãy chúng ta nói cơ chế của bromocriptine là ức chế sự hình thành prolactin. Và vì vậy thì với cái cơ chế nói lên rất nhiều là vai trò của prolactin thì bromocriptine đã được nghiên cứu ở trên chuột và đem lại một cái thành công rất là lớn. Nó cải thiện được cái chức năng tim ở chuột. Tuy nhiên trên người thì sao? Một cái nghiên cứu pilot thì trong thử nghiệm chỉ có 20 bệnh nhân thôi và có 10 bệnh nhân ở nhóm sử dụng bromocriptine và 10 bệnh nhân ở nhóm không sử dụng bromocriptine, thì đã thấy rằng là ở những nhóm bệnh nhân sử dụng bromocriptine là cái đường màu cam á, thì cái tỷ lệ tử vong cũng như là cái tỷ lệ cải thiện phân suất tống máu và phân suất tống máu dưới 35% thì nó thấp hơn so với nhóm điều trị tiêu chuẩn. Tuy nhiên ở đây thì người ta cũng thấy rằng là số lượng bệnh nhân thì không nhiều. Cái tỷ lệ mà 40% ở bệnh nhân sử dụng tiêu chuẩn tử vong nó có tỷ lệ rất là cao, vậy thì người ta thấy rằng là cái nghiên cứu này nó cũng làm cái nghiên cứu mà chúng ta cũng làm cái nghiên cứu chỉ là pilot thôi và chúng ta cần phải xem xét thêm về những cái nghiên cứu sâu hơn. Một cái nghiên cứu khác đa trung tâm trên 63 bệnh nhân có phân suất tống máu dưới 35%, ngoài cái điều trị tiêu chuẩn ra thì người ta sẽ cho bromocriptine với hai cái nhóm, một nhóm là điều trị ngắn hạn tức là trong vòng 1 tuần với cái liều là 2,5mg một ngày trong vòng 7 ngày và nhóm thứ hai điều trị dài hạn điều trị trong 8 tuần với liều bromocriptine 2,5mg 2 lần một ngày trong 2 tuần và sau đó thì dùng 20,5mg trong vòng 6 tuần. Thì chúng ta thấy rằng là có ở đây có sự cải thiện về phân suất tống máu. Ở nhóm dùng 1 tuần thì nó cải thiện phân suất tống máu khoảng 25%, còn nhóm dùng 8 tuần thì cải thiện được 24%. Tuy nhiên rằng chúng ta thấy rằng là ở nhóm điều trị 8 tuần thì có vẻ là trong 6 tháng đầu thì cái tỷ lệ bệnh nhân có phân suất tống máu cải thiện để hơn 50% tốt hơn là so với cái nhóm mà phân suất tống máu chỉ khoảng 30 35 đến 50%. Tuy nhiên là đến 12 tháng thì sự khác biệt này là không còn ý nghĩa thống kê nữa.
Vì vậy thì cái việc mà dùng 1 tuần hay là dùng 6, 8 tuần thì thực sự là nó vẫn là một câu hỏi để ngỏ và chúng ta cần có những cái nghiên cứu sâu hơn. Vì vậy thì cái việc sử dụng bromocriptine ở trên lâm sàng nó vẫn là một cái cuộc tranh luận giữa là có nên dùng hay là không nên dùng. Chúng ta dùng phổ cập cho tất cả các bệnh nhân bị cơ tim chu sản hay là chúng ta chỉ dùng cho một nhóm bệnh nhân đặc biệt thôi. Với những yếu tố mà gọi là thuận lợi cho cái việc đồng thuận cho cái chỉ định này, đó là chúng ta đã có những cái nghiên cứu ở trên chuột có kết quả rất là tốt, có những cái nghiên cứu thử nghiệm cũng như là cái nghiên cứu mà tất nhiên là cái số lượng bệnh nhân cũng không quá nhiều. Còn cái những yếu tố mà để có thể phản đối cho cái việc sử dụng bromocriptine đó là cái nguy cơ gây nên huyết khối rất là cao khi mà chúng ta sử dụng bromocriptine, cũng như là khi mà bệnh nhân dùng bromocriptine thì đương nhiên là sẽ không có sữa và sẽ không cho con bú được. Vì vậy thì khuyến cáo của ESC năm 2018 đưa ra cái khuyến cáo dùng bromocriptine là mức độ 2B, còn với AHA hoặc là Hội Canada thì đấy không phải là một cái chỉ định thường quy và chúng ta cần phải có thêm những cái bằng chứng. Với khuyến cáo của Hội Châu Âu năm 2018, họ đưa ra một cái tiếp cận cho những bệnh nhân điều trị cho những bệnh nhân suy tim bệnh cơ tim chu sản, đó là BOT, người ta gọi là come on BOT. Và BOT ở đây là viết tắt của các chữ B tức là bromocriptine, O là oral thuốc điều trị chống đỡ, điều trị suy tim đường uống, bao gồm là chạy beta này, ức chế men chuyển này, ức chế thụ thể hoặc là kháng aldosterone với những bệnh nhân là sau khi đã sinh rồi, chống đông ít nhất là với cái liều điều trị, bởi vì cái thời điểm mà bệnh nhân có bệnh lý cơ tim chu sản là tháng cuối cùng cũng như là cái tháng đầu tiên sau khi mà sau khi sinh nở thì cái khả năng tăng đông rất là lớn. Vì vậy thì chúng ta cũng phải cân nhắc điều trị chống đông, dùng các thuốc giãn mạch nếu như mà có huyết áp tâm thu trên 110 để có thể giúp cho giảm cái gánh nặng cho cơ tim cũng như là lượng tiểu trong trường hợp mà bệnh nhân có quá tải thể dịch. Ở đây với việc dùng bromocriptine thì chúng ta thấy rằng họ chia ra các nhóm, nếu như phân suất tống máu dưới 25% và không có sốc tim thì chúng ta không cần phải cho bệnh nhân vào nằm điều trị tại khoa tích cực và chúng ta sẽ dùng cái liệu pháp ngắn tức là bromocriptine 2.5mg một lần một ngày trong vòng 7 ngày. Và bao giờ lưu ý là khi mà dùng bromocriptine bao giờ chúng ta cũng phải dùng thuốc chống đông để hạn chế những cái biến cố về huyết khối, ít nhất là với cái liều điều trị. Còn với phân suất tống máu 25% này có rối loạn chức năng thất thải, có thể có sốc tim và hoặc nằm tại điều trị tại ICU thì chúng ta sẽ sử dụng bromocriptine với liệu trình dài tức là 2.5mg hai lần một ngày trong vòng 14 ngày và sau đó thì dùng tiếp tục trong vòng 6 tuần. Còn với những bệnh nhân mà nặng hơn có cần phải ICU này, là có sốc tim này, có hỗ trợ về hô hấp nhân tạo thì lúc đó chúng ta sẽ dùng bromocriptine 2.5mg hai lần một ngày, sau đó thì tăng đến cái liều tối đa là 10 đến 20mg hàng ngày, phụ thuộc vào cái nồng độ prolactin của bệnh nhân cho đến khi mà hoàn toàn có thể cắt được sữa và giảm được cái nồng độ prolactin. Và bao giờ chúng lưu ý một lần nữa là bao giờ cũng sẽ phải dùng với cả thuốc chống đông. Và để đấy là qua giai đoạn cấp, đến giai đoạn điều trị lâu dài thì tất cả các thuốc điều trị đường uống của suy tim trong các khuyến cáo mới gọi là các tứ trụ trong điều trị suy tim ở đây chúng ta đều có thể chúng ta sẽ sử dụng và tuy nhiên là sẽ cân nhắc ở những cái nhóm thuốc mà chưa có những cái bằng chứng ở trên phụ nữ có thai, ví dụ như là acne này hoặc là ivabradin. Các nhóm thuốc được sử dụng an toàn đó là kháng aldosterone, nhóm chặn kênh chặn ức chế men chuyển với enalapril được nghiên cứu rất nhiều và là chặn beta thì với metoprolol. Về cái việc cho con bú thì sao? Việc cho con bú cũng là một cái việc mà người ta tranh luận rất là nhiều. Nếu như cho con bú, người ta sẽ có lợi cho việc nuôi con, nhất là những cái nước đang phát triển, này giúp cho trẻ phát triển nó tốt hơn. Tuy nhiên rằng là cho con bú thì nó sẽ là một cái gánh nặng cho quả tim và nhất là những đang có suy tim. Và hơn nữa thì khi mà cho con bú thì đương nhiên là cái nồng độ prolactin vẫn còn. Thì liệu chúng ta có nên cho con bú hay không? Có nên cho những phụ nữ này cho con bú hay không? Thì có một cái nghiên cứu năm 2019 của tác giả Cozzo cho thấy rằng là giữa hai nhóm bệnh nhân cho con bú và không cho con bú thì cái tỷ lệ sự khác biệt trong vòng 6 tháng thì có, tuy nhiên là đến 12 tháng thì sự khác biệt về phân suất tống máu không có gì là khác nhau cả. Và vì vậy thì người ta thấy rằng là vẫn có thể cho con bú ở những cái nhóm bệnh nhân mà phân suất tống máu không quá giảm, bệnh nhân vẫn mong muốn cho con bú và mình sẽ theo dõi chặt chẽ cho bệnh nhân. Tiếp theo thì là một cái vấn đề cũng được băn khoăn, bởi vì là những phần lớn những bệnh nhân bệnh cơ tim chu sản là những bệnh nhân có thể vẫn có khả năng đẻ tiếp được. Vậy thì người ta có nên sinh nở tiếp hay không? Thì người ta nói rằng là cái nguy cơ khi mà bị bệnh cơ tim chu sản nếu như có thai lần nữa thì cái nguy cơ bị tái phát cũng rất là cao. Vì vậy thì cái việc chống dùng thuốc tránh thai thì cần phải thảo luận với bệnh nhân càng sớm càng tốt để người ta không bị cái tình trạng là lỡ có thai rồi thì mới đến gặp bác sĩ thì sẽ công việc nó sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Và khi mà dùng thuốc tránh thai thì nên sử dụng cái nhóm thuốc có progesterone hoặc là dùng cái
dụng cụ tránh thai, chứ không nên dùng những cái thuốc tránh thai mà có estrogen thì nó sẽ làm tăng cái nguy cơ gây đông máu. Ở đây chúng ta thấy rằng là ở những cái nhóm, hai nhóm bệnh nhân khác nhau, ở nhóm bệnh nhân mà có phân suất tống máu đã được hồi phục rồi, tức là phân suất tống máu trên 50%, và nhóm thứ hai là nhóm phân suất tống máu dưới 50%, thì những cái nguy cơ của nó cũng sẽ khác nhau. Nguy cơ dưới với phân suất tống máu đã được hồi phục rồi thì vẫn còn khoảng 20%, những bệnh nhân này khi mà có thai lại thì sẽ bị tái phát lại về cơ tim chu sản. Còn với những bệnh nhân mà phân suất tống máu chưa được hồi phục đầy đủ, tức là phân suất tống máu dưới 50%, thì cái nguy cơ này còn cao hơn nữa. Và với những bệnh nhân này, nếu như mà khi mà chúng ta cân nhắc rằng là có thai thì chúng ta vẫn có thể tiếp tục những cái điều trị, ví dụ như là chúng ta dùng metoprolol này, dùng nếu như đã định có thai rồi thì đương nhiên là thuốc ức chế men chuyển không được sử dụng nữa, nhưng chúng ta vẫn có thể tiếp tục dùng hydralazine và isosorbide, thuốc lợi tiểu nếu như bệnh nhân vẫn còn khi mà có thai rồi và cái chức năng tâm thu thất trái giảm, bệnh nhân có ứng dịch trên lâm sàng thì chúng ta sẽ vẫn sử dụng thuốc lợi tiểu được. Và khi mà bệnh nhân có thai, nhỡ mà có thai, bệnh nhân vẫn mong muốn có thai và bệnh nhân vẫn đã lỡ có thai rồi, thì lúc đó chúng ta cần phải có một cái chế độ theo dõi rất là chặt chẽ, theo dõi về chức năng thất trái, theo dõi NT-proBNP vào cuối cái tam táng nguyệt thứ nhất cũng như là thứ hai, hoặc là một tháng trước khi sinh, sau ngay sau khi sinh cũng như là một tháng sau sinh, và bất cứ thời điểm nào khi mà cái triệu chứng về khó thở của bệnh nhân có thì chúng ta cần phải kiểm tra lại cho bệnh nhân. Và ở đây là cái liệu trình theo dõi cho bệnh nhân, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có một cái khám trước khi mà bệnh nhân có ý định có thai, cân nhắc với bệnh nhân, trao đổi với bệnh nhân xem là có nên dùng thuốc tránh thai, có nên có thai tiếp hay không, và cái nguy cơ nếu như bệnh nhân có thai tiếp thì sẽ như thế nào, và cái chặng đường tiếp theo bệnh nhân phải đi nếu như bệnh nhân có thai tiếp. Chúng ta sẽ có cuối những cái 3 tháng đầu, 3 tháng giữa hoặc là 1 tháng trước khi có thai, chúng ta sẽ cho bệnh nhân kiểm tra lại khám lâm sàng, làm siêu âm tim, đánh giá NT-proBNP. Sau đó thì khi bệnh nhân ngay sau khi có thai, sau khi sinh nở thì bệnh nhân sẽ phải được khám lại, và một tháng sau đó thì phải kiểm tra lại xem cái chức năng tim ra làm sao. Và với những bệnh nhân có bệnh cơ tim chu sản thì cái việc điều trị nó mặc dù là có một cái tỷ lệ khá lớn các bệnh nhân có thể hồi phục được, tuy nhiên là điều trị nó không phải chỉ dừng lại ở khi mà bệnh nhân phân suất tống máu đã ổn định rồi, bởi vì người ta thấy rằng có những bệnh nhân phân suất tống máu ổn định rồi nhưng khi mà chúng ta bỏ thuốc thì vẫn có thể có hiện tượng tái phát, cái phân suất tống máu nó bị giảm đi trở lại. Và vì vậy thì khi mà bệnh nhân, nếu như mà bệnh nhân phân suất tống máu không được phục hồi, chúng ta sẽ phải dùng lâu dài luôn, giống như bệnh nhân có vận suy tim mãn tính. Còn nếu như mà phân suất tống máu đã cải thiện rồi thì chúng ta sẽ phải xem xét trên lâm sàng của bệnh nhân, những mong muốn của bệnh nhân và giải thích thì ít nhất là một số nhóm thuốc chúng ta vẫn phải tiếp tục duy trì trong vòng 2 năm, ví dụ như là ức chế men chuyển này, hoặc là chạy beta này, sau đó thì chúng ta sẽ xem xét cái tình trạng lâm sàng của bệnh nhân để chúng ta có thể giảm liều thuốc từ từ, đánh giá xem lâm sàng có ổn hay không thì chúng ta mới có thể giảm tiếp và đến lúc ngừng thuốc được. Tóm lại thì chúng ta thấy rằng là cái việc mà xử trí bệnh cơ tim chu sản thì cần có sự phối hợp của các chuyên khoa, và chúng trên lâm sàng thì cần phải xác định xem cái thể bệnh của bệnh nhân là nặng, vừa hay nhẹ để mình có một cái phác đồ điều trị phù hợp. Trong khuyến cáo của ESC thì nó nói đến cái lược đồ POT trong giai đoạn cấp để chúng ta có thể tiếp cận, có thể xử trí một cái toàn diện cho bệnh nhân. Tuy nhiên thì về lâu dài chúng ta cũng cần theo dõi và điều trị, cũng như là tư vấn về việc nuôi con bằng sữa mẹ và các biện pháp tránh thai, cũng như là tiến lược chiến lược theo dõi cho những lần mang thai sau. Xin chân thành cảm ơn sự chú ý của các quý vị. Xin cảm ơn bác sĩ Vũ Quỳnh Hoa đã cho chúng ta một cái báo cáo mà rất là hay, rất là chi tiết và đầy đủ về điều trị bệnh cơ tim chu sản, một cái bệnh lý mà chúng ta cũng có thể gặp trên lâm sàng và nó cũng rất là đặc biệt, khác biệt với những cái việc điều trị suy tim khác. Như vậy là chúng ta đã kết thúc bốn cái bài trình bày của cái phiên chuyên đề ngày hôm nay. Vâng, xin mời các đồng nghiệp có câu hỏi gì không ạ? Vâng, trước hết là nếu mà các đồng nghiệp không có câu hỏi gì thì chắc là xin phép tôi cũng có một số các câu hỏi, vì thực ra bản thân tôi thì qua các báo cáo này cũng học hỏi được rất là nhiều từ các bạn đồng nghiệp, vì là mỗi người một cái lĩnh vực chuyên sâu, nhiều khi là mình cũng không có thể chuyên sâu hết được. Và xin hỏi thạc sĩ Hải là vậy thì một cái câu hỏi đặt ra là vậy thì khi mà bị huyết khối trong thai kỳ thì mình sẽ cái thời gian mà phải dùng thuốc chống đông là bao nhiêu lâu? Và khi nào thì mình có thể ngừng được thuốc chống đông? Vâng ạ. Câu hỏi rất là thực tế ạ. Thì thực ra theo đúng các cái khuyến cáo thì nếu như mà các cái huyết khối, thuyên tắc huyết khối nó xảy ra mà có cái yếu tố thúc đẩy thì chúng ta chỉ dùng thuốc chống đông trong vòng từ 3 đến 6 tháng thôi. Thế còn nếu như mà nó liên quan đến các cái yếu tố thúc đẩy dai dẳng hoặc là nó không rõ cái yếu tố thúc đẩy thì chúng ta phải lưu ý là có thể liên quan đến các cái bệnh lý tăng đông. Và lúc đó thì chúng ta một mặt là chúng ta vẫn điều trị thuốc chống đông cho đến hết cái giai đoạn
hết cái giai đoạn mà giai đoạn 2 đấy, tức là 3 đến 6 tháng, và mặt khác thì chúng ta sẽ cân nhắc ở giai đoạn về sau, chúng ta tìm thêm các cái nguyên nhân để chúng ta quyết định là bệnh nhân sẽ được duy trì hay là bệnh nhân sẽ được dừng hoàn toàn thuốc chống đông. Vâng. Tôi cũng có một câu hỏi với thầy Hải. Thì thật ra cái phần trình bày vừa rồi của thầy rất là chi tiết thôi. Tuy vậy cũng có một cái điểm như này, chúng ta thấy rằng là trong cái phần trình bày của thầy Hải thì cũng có đưa ra là đối với phụ nữ có thai bị huyết khối tĩnh mạch thì chúng ta nên ưu tiên là heparin chọn đối với tử thấp. Nhưng tuy nhiên thì nó cũng có một cái điểm nó cũng khá khó trong thực hành lâm sàng. Các thầy ở tuyến cao hơn thì có thể nó dễ hơn một chút, thì các thầy cũng có thể đưa ra những cái hướng mà giúp cho việc quản lý thai nghén. Tức là gì, khi chắc chắn là sau khi cái giai đoạn điều trị tại viện giai đoạn cấp rồi thì phải về nhà điều trị thôi ạ. Thì nhất là cái tiêm heparin thì thường ta hay tiêm xung quanh ở vùng rốn. Khi mà thai càng lớn lên thì cái việc mà tiêm vào đó thì bản thân cái người tiêm, ví dụ như là người nhà hay bản thân người phụ nữ đó thì cũng đã ngại ngại. Thế mà ngay kể cả những nhân viên y tế, ví dụ như có nhờ các cái điều dưỡng ở phường, ở xã, thì họ cũng có những điểm họ cũng nghi ngại nhất định. Thế thì vậy thì trong quản lý này thầy có thể đưa ra thêm những lời khuyên gì thêm không, để cái việc mà quản lý nó dễ dàng hơn? Vâng ạ. Cảm ơn câu hỏi rất hay của tiến sĩ Tân. Thì như chúng tôi đã trình bày ngay từ đầu, đó là quan trọng nhất là đừng để cho người phụ nữ có thai mà có nguy cơ cao bị huyết khối. Cái đấy là cái cần phải tránh. Bởi vì khi người ta đã bị huyết khối rồi ấy, thì cái vấn đề điều trị của chúng ta thấy là rất là lằng nhằng. Bởi vì tối ưu là trong suốt thai kỳ đấy họ phải dùng heparin trọng lượng phân tử thấp, bởi vì nó là an toàn nhất. Và trên thực tế với những bệnh nhân mà chúng tôi cho dùng thì gần như chúng tôi không phải, tức là nằm yên ngủ kỹ cho đến lúc mà chúng ta bệnh nhân xuất hiện với đứa con trên tay, không vấn đề gì xảy ra cả. Tuy nhiên là chúng ta thấy là một là rất đắt, hơn 200.000 một ngày, bởi vì mỗi một liều là khoảng hơn 100.000. Cái thứ hai nữa là tự tiêm hơi khó, mặc dù thì nó có vẻ giống như là giống như là insulin, nhưng mà tự tiêm thì hơi khó, bởi vì đã có những trường hợp là tiêm gãy bất cả cái kim, bởi vì là người nhà tiêm thì không biết mà gãy cả kim. Và cái thứ hai nữa là cái bụng càng ngày càng căng ra, tiêm rất là khó khăn. Thế vì trong trường hợp đó thì thường là chúng tôi cũng phải có sự đồng thuận với bệnh nhân và gia đình để bắt đầu từ giai đoạn, thường là từ tại tuần thứ 14 trở đi. Tại sao như vậy? Bởi vì chúng tôi căn cứ vào cái thời điểm mà gọi là cái ước tính tuổi thai đấy, để chúng tôi lựa chọn cái thuốc chống đông đường uống, gối sang thường uống cho người bệnh. Thì chúng ta cứ bảo là như người bệnh nói là tôi đến tuần 12 rồi, nhưng chắc gì đã là như vậy. Thì chúng ta cứ căn cứ vào cái tuổi thai để chúng ta cộng thêm 2 tuần nữa là tốt nhất, an toàn nhất, tức là tuần thứ 14. Thì ta cho bệnh nhân dùng thuốc chống đông là kháng viêm K. Và lưu ý, chúng ta phải đạt liều liên tiếp 3 lần INR đạt đích thì chúng ta mới đảm bảo là an toàn. Hai, chúng ta phải hết sức là chặt chẽ trong cái quá trình là chúng ta theo dõi cho người bệnh bị thuyên tắc huyết khối mà đang dùng kháng viêm K. Bởi chúng ta biết rồi, bệnh nhân luôn luôn ở trong cái tình trạng tăng đông, và nếu INR không đạt POP, bệnh nhân sẽ lại xuất hiện với một cái thuyên tắc phổi và có thể tử vong. Hai là nếu INR quá cao, mẹ thì có khi vẫn sống nhăn nhăng nhưng mà tim thai thì ngừng đập, hoặc là có thể là gì ạ, kiểm tra thì có khi lại giãn não thất do xuất huyết não. Đấy, vì thế nên là chúng ta phải hết sức thận trọng nếu như chúng ta lựa chọn kháng viêm K là cái thuốc tiếp theo chúng ta dùng. Tuy nhiên trên thực tế thì chúng tôi vẫn lựa chọn cái phác đồ kinh điển, đó là gì, heparin trọng lượng phân tử thấp, sau đó gối kháng vitamin K, và chúng tôi dừng dự kiến là trước 2 tuần trước cái ngày dự kiến sinh, nếu như bệnh nhân hoàn toàn là bình thường, để sau đó thì chúng tôi tái khởi trị lại cái thuốc chống đông đường uống sau. Bởi vì thực ra là xét về nhiều khía cạnh là cái chi phí một ngày của người bệnh có thể lên đến nhiều hơn đấy ạ. Mỗi lần tiêm như thế, bệnh nhân của tôi đã từng thống kê là mỗi ngày là họ đây, cháu ruột của anh viện trưởng viện sản ạ, mỗi một ngày cô ấy phải tốn cỡ khoảng 350, và cô ấy dùng suốt cho đến khi 6 tuần sau sinh để cho nó an toàn. Một đống tiền chứ không phải ít. Vâng ạ. Xin cảm ơn phần trả lời. Thật ra thì bản thân tôi cũng rất là đồng thuận với cách thức thứ hai mà thầy Hải vừa đưa ra. Thì như vậy nó sẽ cân nhắc dựa trên lợi ích của và cũng như nguy cơ của bệnh nhân, đặc biệt là cái điều kiện kinh tế, thì hoàn toàn đồng ý ý kiến của thầy. Muốn xin một câu hỏi nữa cho cô Phương Nga. Ở trong phần trình bày của cô vừa rồi thì cũng có nói một chút, cũng nói thì rất là nhanh thôi, về cái việc mà khi mà phụ nữ nó bị bệnh cơ tim chu sản, đặc biệt là suy tim do bệnh cơ tim chu sản, thì cái lần thứ hai nếu như mà họ có mong muốn để sinh em bé tiếp thì rõ ràng là với cái cơ chế bệnh học thì cái nguy cơ lại tiếp tục bệnh sẽ nặng lên, là lần thứ hai nó sẽ nặng lên.
nhưng cụ thể thế nào thì cô có thể là chia sẻ thêm. Và vấn đề nữa là cũng có nói phần cuối đấy là sau 2 năm sử dụng thuốc điều trị rồi thì chúng ta có thể cân nhắc cái việc và dừng thuốc nếu như tình trạng huyết động ổn, tình trạng mà tim mạch ổn định, thì cô có thể nói thêm một chút chỗ này. Trong đấy thì bởi vì thời gian có hạn cho nên là cũng nói rất là nhanh thôi. Một khái niệm, thực ra là với những bệnh nhân mà có bệnh lý cơ tim trung sản á, thì cái lần thứ 2 họ nói rằng là dù tức là khi mà bệnh lý cơ tim trung sản thì là một cái bệnh lý mà cái cơ chức năng tim mà có thể hồi phục được, tuy nhiên rằng khi mà bệnh nhân có thai lần thứ 2 lại thì cái nguy cơ mà bị tái phát nó sẽ rất là cao. Với những bệnh nhân mà có phục chức năng tim đã phục hồi lên khoảng hơn 50%, tức là phân suất tổ máu trên 50%, thì cái nguy cơ tái phát khoảng 20%. Còn với những bệnh nhân mà phân suất tổ máu vẫn còn chưa đến 50%, thì cái tỷ lệ tái phát có thể lên đến 50%. Và thường là lần sau nó sẽ nặng hơn lần trước. Và vì vậy thì cái việc mà tư vấn với cả bệnh nhân về cái khả năng tái phát nếu như bệnh nhân có thai lần thứ 2, và cái nếu như bệnh nhân không muốn thì chúng ta sẽ tư vấn thêm về cái việc mà sử dụng thuốc tránh thai như thế nào cho bệnh nhân, thì để tránh cái tình trạng là ở bệnh nhân cũng không muốn có thai, bệnh nhân nói là tôi biết như thế này thì tôi cũng không có thai, nhưng lúc này lỡ có thai rồi nó sẽ rất là phiền. Ở cái thứ hai là cái việc mà điều trị cho bệnh nhân thì bởi vì nó vẫn kể cả bệnh nhân không có thai lại thì nó vẫn có cái khả năng tái phát, và có những bệnh nhân là nếu như mà chúng ta ngừng thuốc quá sớm thì cái chức năng tim nó lại bị giảm đi, và như vậy thì nó sẽ lại tái phát cái tình trạng suy tim trên lâm sàng. Vì vậy thì người ta khuyến cáo là nên dùng đến 2 năm. Sau đó thì sẽ tùy theo cái tình trạng, nếu như mà chức năng tim vẫn còn kém thì chúng ta đương nhiên vẫn phải điều trị thuốc giống như những cái khuyến cáo điều trị ở lúc ý thì tính là bệnh cơ tim mãn tính rồi, và chúng ta sẽ điều trị giống như là bệnh cơ tim chức năng suy tim phân suất tổ máu giảm hoặc là suy tim phân suất tổ máu giảm nhẹ. Còn với những bệnh nhân mà phân suất tổ máu trên 50% thì mình có thể cân nhắc, thế như bệnh nhân đang dùng một cái thuốc rất là nhiều thì mình có thể cân nhắc cái việc là giảm liều thuốc. Tuy nhiên rằng là không phải là chúng ta giảm một lúc chúng ta cắt luôn thuốc một lúc, mà chúng ta sẽ phải cân nhắc với việc là đầu tiên là giảm liều, sau đấy thì chúng ta mới có thể giảm thuốc. Đầu tiên sẽ là cái thuốc lợi tiểu quai, nếu như bệnh nhân không còn dấu hiệu trên lâm sàng, không có dấu hiệu uống dịch trên lâm sàng nữa, sau đó thì chúng ta sẽ cân nhắc đến việc là giảm kháng aldosterone. Đó là kinh nghiệm, thực ra là trên họ không có một cái gì là khuyến cáo luôn đâu, mà trên kinh nghiệm bản thân của chúng tôi thì sẽ làm như vậy. Và sau đó thì là sẽ là check beta và ức chế men chuyển, thì chúng ta sẽ cân nhắc theo kiểu balance ấy. Chúng ta tăng liều như thế nào thì bây giờ chúng ta sẽ phải giảm liều như thế. Nó sẽ là một cái gọi là gần như là một cái nghệ thuật của bác sĩ đấy, thì là cá nhân cá thể hóa trên bệnh nhân, và mình sẽ phải nghe ngóng xem là khi mà chúng ta giảm thì chúng ta cũng phải giảm, cũng phải là bụp một lúc một hai tuần chúng ta giảm, nó có thể là 1-2 tháng, mình cũng không có vội gì cả, cái quan trọng nhất vẫn là an toàn cho bệnh nhân. Vâng ạ, có lẽ thì bản thân tôi cũng còn rất là nhiều câu hỏi, nếu mà các bạn đồng nghiệp có câu hỏi thì tôi nghĩ rằng là chúng ta nên liên hệ với các thầy cô, để mà trong trường hợp cần chúng ta có thể gọi điện để trao đổi, nhất là những trường hợp khó. Vâng, thế như vậy là trong một cái thời gian, thời lượng của chương trình thì chúng ta đã điểm qua về điều trị các cái bệnh lý tim mạch của phụ nữ mang thai, trong đó là tăng huyết áp ở phụ nữ mang thai với một cái ngưỡng điều trị và ngưỡng hạ huyết áp mới, đó là một cái ngưỡng dưới 140 mm thủy ngân đối với huyết áp tâm thu và dưới 90 mm thủy ngân đối với huyết áp tâm trương đối với phụ nữ mang thai và với bất cả kỳ cái thể nào của thai kỳ. Và như vậy là một cái chương mới mở ra, là nhiều khi bây giờ chúng ta cũng không cần phải quá đong đếm là cái tăng huyết áp này là trước thai kỳ hay là sau thai kỳ, là chúng ta có thể mạnh dạn khởi trị. Đặc biệt là cái bài báo cáo của thạc sĩ Nguyễn Tuấn Hải cho chúng ta về việc điều trị huyết khối, thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch ở phụ nữ mang thai. Trong đó thì tôi rất là ấn tượng với cái việc mà cái chẩn đoán lâm sàng ban đầu với cái thang điểm left. Đấy, có lẽ là cái đấy tôi cũng là mới được tiếp cận. Vâng, thì để mà mình khởi trị. Và đúng là nếu mà có thời gian thì tôi còn hỏi thầy Hải xem là tại sao lại là chân trái, mà lại đặc biệt ở phụ nữ mang thai thì tại sao là chân trái, thì chắc phải trao đổi thêm sau vậy. Vâng. Vâng. Chắc nó có đặc điểm về mặt giải phẫu. Vâng. Và cái báo cáo của bác sĩ Vũ Mạnh Tân cho chúng ta một cái vấn đề liên quan đến điều trị rối loạn nhịp, làm những cái trường hợp rất là hóc búa. Và thực sự là trong cái thực tế lâm sàng là tôi cũng rất là thường gặp, và đặc biệt là ngoại tâm thu thất, những trường hợp mà chúng ta cũng rất là thường gặp. Mà trong việc điều trị là chúng ta sẽ cân nhắc giữa việc mà lợi ích và nguy cơ để mà chúng ta điều trị cho bệnh nhân. Trong đó thì chúng ta có thể sử dụng thuốc, có thể là sốc điện chuyển nhịp hoặc là triệt đốt trong những trường hợp cần thiết. Và đặc biệt là bài cuối cùng của tiến sĩ Vũ Quỳnh Nga về điều trị bệnh cơ tim trung sản thì cũng có rất là nhiều những cái vấn đề mới. Trong đó đặc biệt là cái thuốc mà để điều trị cho bệnh nhân cơ tim trung sản là bromocriptine, với cái phác điều trị đồ điều trị BOT là cũng
cũng là khá là mới đối với chúng ta. Trước hết, cuối cùng thì tôi rất là xin cảm ơn các báo cáo viên đã dành rất là nhiều thời gian cũng như là tâm huyết để chuẩn bị bài cho chúng ta một cái bài báo cáo rất là thú vị. Cảm ơn, đặc biệt là cảm ơn các bạn đồng nghiệp đã ở lại trong với một cái rất là muộn như thế này để nghe chúng tôi báo cáo. Cảm ơn tổ thư ký và các cái bộ phận hậu cần đã chuẩn bị rất là tốt để chúng ta có một cái buổi báo cáo thành công. Và lần cuối cùng thì xin chúc sức khỏe của toàn thể các chủ tọa đoàn cũng như là các bạn đồng nghiệp ạ. Vâng.